trong ngày hôm nay, có thể nói là đúng một tuần trước đấy, thì mình có cái quy trình tự động hàng ngày và 90 ngày tốc chiến training ở Provo, Utah. Và hôm nay nữa là đúng 7 ngày. Lý do mà mình chờ 7 ngày nữa để thông báo cho tất cả mấy anh chị là vì mình cần một cái thời gian để thử nghiệm. Có thể nói đây là một trong những cái chương trình có cái tính đột phá, và đồng thời nó cũng là một cái cách nó khác biệt để mà một số mấy anh chị có thể tạo được cái kết quả như ý. Nếu mà các anh chị đang không đạt kết quả, nếu mà anh chị không biết phải làm gì, không tìm ra người mới, không giữ được người cũ, đây đây là những cái câu hỏi mà mấy anh chị tự hỏi mình, mấy anh chị ha. Không đạt được kết quả, không biết phải làm gì, không tìm ra người mới, không giữ được người cũ. Học cũng nhiều nhưng không ứng dụng được. Có thể một số mấy anh chị đi những cái workshop, đi những cái lớp training, đi những cái retreat, mình đi dự khá nhiều trong suốt bao nhiêu năm qua mấy anh chị. Nhưng mà có thể là mấy anh chị không có ứng dụng. Hay là mấy anh chị có thể làm được một vài việc gì đó nhưng mà người khác lại không sao chép được. Và một trong những cái hiện tượng mà mình thấy gần như thường xuyên mấy anh chị dạo gần đây đó là một số mấy anh em mình đi quá nhiều và quá tốn kém. Nếu mà mình đạt kết quả thì không nói gì mà anh chị, tại vì những cái chi phí để đầu tư vào cái vấn đề kiến thức, đi tham dự những cái event là những điều rất cần thiết. Đó là những cái business activity cần thiết mà anh chị. Nhưng mà nếu mấy anh chị không đạt được kết quả mà anh chị, nếu mấy anh chị không đạt được kết quả thì mấy anh chị phải xem lại cái cách của mình làm anh chị ha. Và chắc chắn mình không muốn mất thời gian và quá nhiều tốn kém. Đây là cái từ mà mình rất thích ở trong cái network marketing anh chị. Mình dịch theo cái câu người ta gọi là cái massive duplication, cái chìa khóa để có thể sao chép như vũ bão, là một quy trình đơn giản và khả thi. Hình như mọi người làm network marketing đều biết cái chữ mà quan trọng nhất trong network marketing đó là cái chữ duplication anh chị. Cái duplication là cái chìa khóa để nó giúp cho mình thành công. Vì cái sự thành công Team Elite, Blue Diamond, mấy anh chị có thể làm một cái lợi tức tương đối nó cao, nó không phải là do mình làm anh chị, mà nó do rất nhiều người khác. Có nghĩa là cái cách của mình làm phải đơn giản để mà mọi người có thể làm được. Đương nhiên muốn mọi người làm được nó phải đơn giản anh chị, chứ không nhất thiết là mọi người làm được thì phải làm cái chuyện phức tạp anh chị. Nhưng tại vì rất khó để mà có thể làm chuyện phức tạp, rất khó để mà mọi người đều làm như nhau. Thành ra trong network marketing anh chị nó có 7 chữ mà có thể nói đó là một cái mystery, đó là một cái điều huyền diệu, điều kỳ bí cho tới giờ này vẫn chưa ai có thể giải mã ra được. Đó là 7 chữ mình đọc theo tiếng Việt anh chị. 7 chữ đó là nếu mọi người đều làm như nhau. Ví dụ như cái công thức 5 rồi 25 rồi 125, 625, 3125, 15.625 anh chị ha. Trên lý thuyết con số đó nó tạo ra một cái sức mạnh anh chị, mình gọi là cái cấp số nhân. Nhưng mà cho tới hiện nay người ta vẫn gọi cái đó là trên lý thuyết anh chị. Là tại vì trong network marketing mình deal, mình làm việc với con người, và con người không giống như cái máy. Mình hay lấy ví dụ của McDonald's để so sánh, nhưng mà con người nó không giống như cái cục thịt mình bỏ lên mình nướng rồi mình flip rồi mình lật rồi mình kẹp vào giữa hai miếng bánh mì anh chị. Mình sẽ không làm được như vậy vì con người nó có cái yếu tố cảm xúc ở trong đó. Và đó là lý do tại sao 7 cái chữ mà nó rất khó là gì, là nếu mọi người đều làm như nhau. Nhưng mà mấy anh chị biết là cá nhân mình vẫn tin rằng nếu cái việc làm nó đơn giản thì có thể 90, 95, 98% mọi người đều có thể làm như nhau mấy anh chị. Nói thật với mấy anh chị là nếu mà khoảng chừng 50% làm như nhau thôi thì cũng đã một cái thành công rất lớn này. Nhưng mà mình hy vọng anh chị, mình có một cái niềm tin rất lớn vào những cái việc mà mình sắp nói chuyện với mấy anh chị ở đây. Cái tính sao chép nó cao là tại vì nếu mình được tự động hóa đó, thành ra đó là cái tiền đề mà mình muốn bắt đầu cái buổi nói chuyện ngày hôm nay anh chị. Đây là một vài cái câu đó mình muốn mấy anh chị ghi xuống, và mấy anh chị có thể chụp cái trang này mình để dành anh chị ha. A simple proven plan of action is a key for massive duplication. Mấy chị, cái chữ mà
nó có thể một số mấy anh chị hay nói về cái massive recruiting hay là gì đó mấy anh chị, nhưng mà mình rất thích cái chữ này, massive duplication mấy anh chị. Nó phải sao chép rất rộng lớn trên 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 cả thế giới mấy anh chị. Tạm gọi là có ai đó gì đó là sao chép như vũ bão đó. Massive duplication mấy anh chị ha. Khi mà nghe cái chữ massive duplication mấy anh chị, một kế hoạch hành động đơn giản sẽ kích hoạt sự bùng phát về sao chép khắp mọi nơi đó. Thì mấy anh chị sẽ thấy ngay là cái việc mình làm nó phải rất đơn giản mấy anh chị, để mà mọi người đều có thể làm được. Mình tin điều đó mấy anh chị ha, và mình nghĩ là mấy anh chị cũng tin điều đó nếu mình làm cái gì nó đơn giản mấy anh chị. Thành ra cái mục tiêu trong buổi hôm nay đó mình muốn nói ngay từ đầu này, là trong vòng 1 tiếng hơn tới, những điều mấy anh chị nghe, những điều mình muốn chia sẻ với mấy anh chị tối hôm nay đó, mấy anh chị phải đơn giản hóa nó mấy anh chị. Có thể một số mấy anh chị nói, ủa tại sao nó chỉ có chừng đó thôi à? Ủa nó đơn giản như vậy thôi đó hả anh đi? Thì mình có thể nói với mấy anh chị là cái mục tiêu của mình mấy anh chị là làm sao để tạo ra cái mà nó gọi là cái massive duplication, và cái đó nó cần cái sự đơn giản tới chỗ không thể nào đơn giản hơn anh chị. Và cái điều đó là cái điều mà mình sẽ làm. Dĩ nhiên cái chương trình mình trình bày với mấy anh chị hôm nay nó cũng vẫn chưa chưa có tuyệt đối mà chị, vì mình tin là không có cái gì tuyệt đối, mình tin là mình vẫn cần phải hoàn chỉnh nó mỗi ngày. Và thực tế cái chương trình và cái video và những cái website mà mình nói chuyện với mấy anh chị tối hôm nay, một số mấy anh em ở Việt Nam vẫn còn đang làm việc, anh chị vẫn còn đang làm việc và vẫn tìm cách cải thiện nó mỗi ngày. Thật ra đó mình không có nói là đây là cái perfect plan mấy anh chị ha. Mình chỉ nói là nó có một cái phương pháp nó tốt hơn rất nhiều so với những cái cách mà mấy anh em mình làm từ trước tới giờ, và mình tìm cách mình hoàn thiện. Mình cũng muốn nghe những cái lời chia sẻ của mấy anh chị, đồng thời những cái feedback, những cái phản hồi của mấy anh chị từ những cái kinh nghiệm mấy anh chị đi ra ngoài nói chuyện, để mà mình có thể mình làm tốt hơn mỗi ngày mấy anh chị. Và cái đó là cái việc mà mình cần phải làm thường xuyên. Ông Albert Einstein ông có nói một cái câu đó là nếu không thể giải thích điều gì đó một cách đơn giản, nghĩa là bạn chưa hiểu rõ nó. Mình có một vài cái câu mà mình thấy là một số anh em mình vẫn chưa hiểu được anh chị. Cho tới giờ này anh chị, có thể một số anh chị viết vào phía bên tay phải đó, viết vào trong cái ô question đó. Có cái gì đó mấy anh chị vẫn chưa có giải thích được. Ví dụ như chính sách trả thưởng, một số anh chị mình biết vẫn chưa giải thích được. Hay là network marketing là gì đó, mình biết một số anh chị vẫn chưa giải thích được một cách gọn gẽ anh chị. Hay là làm thế nào để thành công trong network marketing mấy anh chị, nó vẫn còn là một cái dấu hỏi to tướng, nó vẫn còn là một cái điều gì đó kỳ bí và mọi người đang đi tìm. Nghĩa là mấy anh chị vẫn chưa hiểu rõ nó mấy anh chị. A slot là gì mấy anh chị? Liệu mấy anh chị có thể trả lời một cách rất đơn giản hay không? Cái đó vẫn còn là một cái câu 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 vẫn còn là một cái dấu hỏi rất rất lớn. Thành ra ở đây mấy anh chị nè, nếu không thể giải thích điều gì đó một cách đơn giản, có nghĩa là mình chưa hiểu rõ nó mấy anh chị. Nếu vậy đó thì mỗi ngày mấy anh chị phải làm gì, hay là mấy anh chị làm thế nào để thành công mấy anh chị? Thành công ở đây đương nhiên trong cái ý nghĩa tương đối, mỗi người mỗi cái mục tiêu khác nhau mấy anh chị. Có thể một số mấy anh chị chỉ muốn kiếm thêm vài 300 đô, vài 3.000, có một số mấy anh chị có thể chỉ dùng sản phẩm thôi, có một số mấy anh chị làm vì vui, có một số mấy anh chị vì làm vì một cái mục tiêu nó lớn hơn mấy anh chị. Nhưng mà cái câu hỏi mình muốn dành cho mấy anh chị để tự mấy anh chị tìm lấy câu trả lời là làm như thế nào để có thể đạt được cái sự thành công mà mấy anh chị mong muốn. Và hình như mấy anh chị vẫn chưa có được cái câu trả lời mấy anh chị. Làm như thế nào? Cái how mấy anh chị ha. Và đó là lý do tại sao mình mong là một số mấy anh chị nghe rất kỹ những cái gì mà mình sắp trình bày ở đây mấy anh chị. Trong network marketing, đơn giản là nguồn sống của sao chép và nhân rộng. Mình nói cái chữ đơn giản anh chị. Thực tế ra cái simplicity đó nó là một cái nghệ thuật anh chị ha. Simplicity is an art. Đơn giản anh chị, nó là một nghệ thuật. Nếu mà làm cho nó phức tạp thì dễ lắm anh chị. Nhưng mà rõ ràng là trong network marketing, đơn giản là nguồn sống anh chị nha. Nó là cái nguồn sống anh chị của cái sao chép và nhân rộng. Là tại vì thường thì mình làm cho nó phức tạp. Mà mấy anh chị cũng nên bắt đầu mấy anh chị nè, bắt đầu suy nghĩ về cái điều này mấy anh chị. Cái gì nó dính tới con người nó thì thường nó không đơn giản. Vì con người vốn đã tự phức tạp mấy anh chị.
Mình nói con người, mỗi con người là một cái vũ trụ, mỗi con người là cả một cái thế giới, mỗi con người là cả một cái hỷ nộ ái ố, sáng khác, trưa khác, chiều khác, tối khác nữa nhỉ, không có giống nhau. Và cái đó nó quá phức tạp anh nhỉ, là tại vì có cái yếu tố cảm xúc ở trong đó. Thành ra đó là cái mặt trái của network marketing anh chị, có rất nhiều điều tốt, trong đó có nhiều điều không tốt, tức là không tốt ở đây không phải là nó xấu anh nhỉ, nhưng mà mình không kiểm soát được, đó là cái yếu tố cảm xúc nó gắn liền với cái kinh doanh này anh chị. Thành ra trong network marketing đơn giản, mình muốn mấy anh chị copy cái chữ đơn giản, suy nghĩ nhiều về cái đơn giản, đơn giản, đơn giản. Mình hay nói đùa là đơn giản như đang giỡn, thì nghĩa là đơn giản tới cái chữ tiếng Anh nó rất hay đó, chữ simplicity, mình chỉ simplicity, simplicity có nghĩa là cái sự đơn giản rồi nó. The biggest secret to network marketing process, success là cái duplication mình vậy ha. Mastering the duplication concept is the key to mastering network marketing, because duplication is the engine that makes the business model of network marketing work. Thành ra cái duplication nó vẫn là một cái gì đó cho tới giờ này rất nhiều người đang đi tìm. Để trả lời cho những cái câu hỏi mà ngay từ đầu mình hỏi mấy anh chị, tại sao tới giờ này mấy anh chị vẫn loay hoay, tại sao mấy anh chị rất bận rộn đi khắp mọi nơi, mấy anh chị làm khắp mọi nơi, tuyển dụng rất nhiều người, có thể không trực tiếp, có thể trong song circle group, nhưng mà nguyên cả cái đội nhóm của mấy anh chị, từ mấy anh chị trở xuống, và những người đó rất hăng hái, ai cũng máu lửa mấy anh chị, nhưng mà vẫn không ra được kết quả. Tại sao một số mấy anh chị qualify cho cái business có success rate, rồi tháng tới hay là kỳ tới 6 tháng sau lại không thấy đâu hết mấy anh chị? Tại sao rất hăng hái khi mới vào rồi sau đó hình như không 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 thấy, không thấy nữa mấy anh chị? Và chắc chắn một số mấy anh chị mình luôn luôn tự hỏi là tại sao mình đi tìm, tại sao không ở ngoài kia không có ai giống như mình anh chị ha. Nếu mà anh chị hỏi câu đó có nghĩa là cái duplication nó chưa có mà chị, cái duplication nó chưa có. Thành ra cái bí mật lớn nhất, một cái bí quyết lớn nhất ở trong cái network marketing là gì, là mấy anh chị nên làm cái gì đó mà để có thể sao chép được. Thì mình có thể nói ngay với mấy anh chị là con người không thể sao chép với nhau được mà chị. Chắc chắn một số mấy anh chị không thể sao chép mình, hay là sao chép một anh chị Team Elite hay Blue Diamond nào đó, không thể nào mấy chị ha, nếu mà có thể nói là impossible mấy chị. Thành ra trong cái khái niệm là về leadership, một số mấy anh chị cố gắng làm sao đó để mà mình giống ai đó mấy anh chị, nhưng mà câu trả lời cho mấy anh chị là mấy anh chị sẽ không bao giờ bắt chước được giống ai mấy chị. Tại vì cái, thành ra nếu mà mình không thể nào bắt chước người khác thì rõ ràng là cái duplication nó không có, và nếu không có duplicate được mấy anh chị thì chắc chắn là mấy anh chị sẽ không đạt được cái sự thành công lớn ở trong cái network marketing qua cái cơ hội với Nu Skin. Thật ra mình mong là mấy anh chị thấy hiểu rõ được mấy anh chị ha, tại sao mấy anh chị chưa đạt được cái mình muốn, là tại vì nó chưa có duplicate được mấy anh chị. Cái duplication hoàn toàn, cái sự sao chép hoàn toàn nó chưa có. Đó là lý do tại sao Nu Skin đưa ra những cái chiến lược mấy anh chị, ví dụ như trở thành sao, rồi duplicate sao mấy anh chị, rồi tạo ra sao, rồi duplicate mấy anh chị, rồi multiply đó, cái BDMS. Đó là tại vì người ta muốn đưa ra một cái mô hình để mà có thể sao chép mà gì, trở thành sao tức là Ruby, qualify giữ 4 tháng thì trở thành star, rồi sau đó mấy anh chị tạo ra những cái star, rồi sau đó nhân rộng mà gì. Cái đó là trên lý thuyết mà gì, trên lý thuyết nó luôn luôn nó là những cái hình ảnh rất đẹp, cũng giống như mình nói với mấy anh chị là mô hình the power of one thôi. Mỗi anh chị chỉ cần một tháng có một người, và nếu mỗi người, mọi người mỗi tháng chỉ cần một người vào làm giống như mình mấy chị, và nếu mọi người đều làm như nhau, nó là dính vào bảy cái câu, cái câu nó là mình gọi là cái câu có thể nói là cái câu thần chú mấy chị. Cái câu thần chú là nếu mọi người đều làm như nhau, nếu mỗi người mỗi tháng chỉ cần một người thôi mấy chị, mỗi tháng mấy chị nha, một năm chỉ cần 12 người thôi làm giống như mình, thì mấy anh chị chỉ làm một năm, hai năm sau mấy anh chị sẽ on top of the world anh chị. Vì cái problem rất lớn ở đây, không ai làm được. Cho tới giờ này, mọi người vẫn nói cái đó có chỉ có trên lý thuyết anh chị, là tại vì mọi người đều không làm như nhau. Lý do mấy anh chị là tại vì mình là con người,
đơn giản mà chị, tại vì mình là con người nó gì. Thật ra đó là lý do tại sao mình muốn dẫn từ từ cho mấy anh chị thấy một cái khái niệm, để mấy anh chị thấy là phải lấy cái yếu tố con người đi ra khỏi cái việc của mình làm anh chị, vì có cái yếu tố con người trong đó và nó có những cái nó gọi là cái human error anh chị, và mình sẽ không kiểm soát được cái đó. Trong network marketing, sự đơn giản là nguồn sống của sao chép và nhân rộng anh chị ha. Mình rất thích cái hình này, chắc mình nghĩ là chắc phải làm in cái poster rồi bỏ ở đâu đó mình chị, hình nó quá đẹp. Bây giờ mình muốn qua một cái chương khác nữa. Cái chương vừa rồi mình muốn like mấy anh chị chút xíu cho mấy anh chị hiểu được, đó là lâu nay mấy anh chị chưa đạt được cái kết quả là tại vì có quá nhiều cái yếu tố của con người nó dính vào cái việc của mình làm anh chị. À, và rõ ràng anh chị ha, mình đang kinh doanh về con người mà. Mình không phải là we are not in 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 skincare product serving people anh chị. But we are in people business serving cái nutritional product hay là skincare product. Cũng giống như Starbucks, người ta nói rất rõ anh chị ha. Người ta nói là người ta không phải trong coffee business serving people anh chị, mà người ta in the business of in people business serving coffee. Cái đó là cái slogan của Starbucks. Để cho mấy anh chị thấy là tại vì có yếu tố con người ở trong đó mấy anh chị, thành ra có thể là mình chưa đạt được cái mình muốn. Ok, cái đó là cái phần phần đầu mấy anh chị ha. Bây giờ mình qua cái phần phần kế tiếp mấy anh chị nè. Mấy anh chị thấy cái hình này của anh Tony Hsieh. Đây là một trong những người mà mình rất ái mộ. Về business thì có Richard Branson, có một vài người mấy anh chị, nhưng mà đây có thể nói là một cái hiện tượng. Tony Hsieh với vài ba người bạn mở một cái công ty, sau đó bán lại cho Yahoo khoảng chừng 200-300 triệu gì đó, rồi form một cái công ty khác, rồi sau đó bán cho Amazon 1 tỷ mấy mà nhỉ. Và anh này anh tiếp tục anh mở những cái công ty, và anh có cái cách xây dựng cái văn hóa của cái công ty rất hay. Zappos là một trong những cái công ty lớn mà anh ta đầu tư vào đó, và hiện nay anh ta đang active, đang điều hành cái công ty này. Công ty này nó đang nằm ở Las Vegas, mà chị đi cái freeway mà từ Utah về Los, mình mà chị thấy cái logo của Zappo. Zappo ở đây mấy chị, câu chuyện mà mình muốn nói với mấy chị là Zappo bán giày cách đây trên 2 năm mấy chị ha. Khi mà mình đọc cuốn sách của anh Tony Hsieh và mình biết anh ta mở một cái website chỉ tập trung vào bán giày mấy chị, và mình có một cái phản ứng là mình nhớ là mình nói trời đất ơi, hết chuyện sao mà đi bán giày mấy anh chị, vì giày là mình phải ra tiệm, giày là mình phải xỏ vào mấy anh chị ha, mình đi tới đi lui coi thử nó có chân nó có em không, rồi nhiều khi cái số nó xê xích mấy anh chị, rồi hoặc là nhiều khi mấy anh chị mua giày thì mấy anh chị biết rồi, mấy anh chị phải đi tới đi lui đứng trước kính trước gương mấy anh chị nhìn nữa. Nhưng mà làm sao mà có thể mua giày online được mấy anh chị, mà nhắc là anh mở một cái website anh bỏ cả 100 triệu đô trong đó chỉ làm một chuyện duy nhất là bán giày. Dĩ nhiên là bây giờ Zappo thì bán nhiều thứ mà gì, nhưng mà mấy anh chị biết chuyện gì xảy ra là tuy là mình nói như vậy cách đây hơn 2 năm anh chị, nhưng mà có thể nói với mấy anh chị trong 2 năm vừa rồi mình mua giày mấy anh chị hoàn toàn là online, mình chưa bao giờ bước vào tiệm mua giày bao giờ mấy anh chị, trong trong 2 năm vừa rồi. Có nghĩa là sao mấy anh chị, là con người hiện nay có thói quen dùng internet mấy anh chị. Lý do tại sao mình mua giày online mấy chị là tại vì nó là một phần của cái đời sống mấy chị, nó là cái thói quen này. Đây là cái bài mà mình cũng cảm ơn Blue Diamond Quế Nguyễn đó, là làm cái research này để cho mấy anh chị thấy là hiện nay mấy anh chị con người có khuynh hướng người ta tin internet hơn là tin bạn bè và những người trong gia đình. Khi mà mấy anh khi khi mà người ta hỏi ý kiến về cái gì đó mà chị ha, thì internet trumps friends and family when it comes to influence. Internet đứng đầu mà chị. Con người hiện nay vào hỏi ông Google nhiều hơn là hỏi bạn bè hay là vợ chồng hay là bố mẹ mà chị. Google mà chị ha. Bất cứ chuyện gì cũng Google, bất cứ chuyện gì cũng lên internet mà chị. Ngày nay mình vào Google mình tìm không biết bao nhiêu lần. Tự nhiên cái laptop mình mở lên nó blank mấy chị, nó cái màn hình nó màu đen, mình thổ tới thổ lui vỗ vỗ không xong, đánh đập nó không xong, tính chuyện là đi
chắc phải cho một một cái là lái xe ra hãng Apple, hai đó là chắc phải kiếm cái mới mà chị. Nhưng mà tự nhiên mới chị, một cái phản ứng rất tự nhiên là mình vào Google và mình chỉ cần đánh một vài cái từ khóa thôi, là khi mở laptop MacBook Air lên thì không thấy gì hết, màn hình màu đen, thì tức thì anh chị nó có nhiều cái website nói là bấm cái option, bấm cái dấu comment, bấm chữ P, bấm chữ R, rồi bấm cái dấu on and off anh chị, cái power đó, và y như rằng mình làm thì chỉ trong vòng tích tắc anh chị, cái máy nó hoạt động trở lại. Mình thấy con gái mình, hai đứa con gái bắt đầu nấu ăn những cái món ăn anh chị, nhưng mà bên cạnh nó có cái iPad, là tại vì chỉ cần vào Google search. Có thể nói mà chị ha, thời buổi hiện nay con người người ta tin vào những cái thông tin nó nằm ở trên internet mà chị, và đó là lý do tại sao hình như mấy anh chị cũng đang mua cái gì đó trên internet, hay là mấy anh chị đi làm research, mấy anh chị tìm cái gì đó, hay là ai nói cái gì đó mấy anh chị không tin mấy anh chị. Nhưng mà để về nhà mình xem lên Google, mình coi cái thứ internet nó nói cái gì, lúc đó mình mới có thể nói là mình tin cái gì ha. 89% của những người consumer dùng cái search engine anh chị khi mà đi tìm những cái thông tin về một cái sản phẩm nào đó. Và cái điều này là cái điều mà con người ở thế kỷ 21 người ta đang làm những chuyện đó thường xuyên anh chị. Và rất nhiều thông tin nói về hiện nay con người khi muốn tìm gì đó mà gì ha, người ta tin vào internet. Là tại vì internet nó là một cái phương tiện để người ta có được cái thông tin nó gì. Nếu như vậy mà gì? Nếu như vậy đó thì mình trở lại lấy cái ví dụ mua giày mà gì ha. Mấy anh chị thử bước vào Nordstrom hay là Macy hay là một cái department store nào đó mua giày, thì mấy anh chị sẽ thấy những người bán giày ăn mặc rất bảnh bao, được huấn luyện cách rất bài bản mà chị, và có thể là được trả lương cộng thêm tiền hoa hồng. Nhưng mà khi mấy anh chị vào đó, chắc chắn mấy anh chị không có hỏi ông ta là à, tôi đang có ý định mua đôi giày này giày kia. Chắc chắn mấy anh chị bước vào đó mà chị, mình nghĩ là mình tin rằng thời này, trước khi mấy anh chị bước vào một cái department store, mấy anh chị mua giày, mấy anh chị đã lên online, mấy anh chị search trước, mấy anh chị đã thấy cái đôi giày mấy anh chị muốn ở đâu đó rồi mấy anh chị. Và thậm chí mấy anh chị cũng có thể so sánh cái giá nữa. Tại vì nếu mà nó rẻ ở Amazon, chắc mấy anh chị cũng đã mua từ Amazon rồi. Cũng giống như mua xe mấy anh chị ha. Mình mua xe hoàn toàn mình bước vào dealer xe, mình chỉ hỏi thôi, tôi muốn chiếc xe này màu này ở phía ngoài, màu trong nó là vậy, anh có không, yes or no, còn nếu không có thì tôi đi dealer khác. Mình cái người car salesman người ta ngồi xuống, người ta giải thích, người ta quảng cáo về cái xe, cái đời năm 2015 nó khác năm 2014 như thế nào, sao sao sao. Thật tự tin mình không nghe điều đó mình chị, mình không muốn nghe, là tại vì mình đã làm research trước rồi. Chắc chắn mấy anh chị mua nhà hiện nay, mấy anh chị đã làm research trước mà chị. Có thể mấy anh chị kêu ông realtor tới mở cửa này. Mấy anh chị đồng ý không? Là tại vì con người thời nay người ta làm research mấy anh chị. Người ta tự quyết định đấy, và nó thành một cái behavior, nó thành một cái thói quen, nó thành một cái hành xử mới mà chị. Và cái chuyện đó cho thấy là lâu nay hình như mình tập trung vào cái đội ngũ phân phối, nhà phân phối của mình mà chị, và mình huấn luyện người ta để người ta nói mà chị, trong khi ở ngoài kia cái con người, những người mà mình muốn nói chuyện, người ta muốn ngồi một mình và người ta muốn quyết định mà chị, người ta có thông tin, trong khi mình là tập trung, quá tập trung vào những nhà phân phối, quá tập trung vào những người mình gọi là leader, hết lớp huấn luyện này tới lớp huấn luyện kia mà chị ha. Nó cũng giống như đi ra ngoài làm không được, recruit không xong, đội nhóm trồi suột, đi success trip bữa có bữa không, thì mình lại nghĩ là những ngày người này có thể mindset bị yếu, tinh thần bị lung lạc, có thể bị công ty nào đó nó dụ dỗ, và mình tập trung vào mình huấn luyện những người này mấy anh chị. Trong khi đó mình nghĩ là cái người này khi đi ra ngoài mấy anh chị ha, người ta tiếp xúc với khách hàng, người ta tiếp xúc với những người prospect, mình nên tập trung vào những người prospect chứ không phải tập trung vào người này mấy anh chị. Cũng giống như cái hình này mấy anh chị thấy, nếu mà mình tập trung vào mình tẩm bổ cho cái ông đánh bốc này, khi để ông đi ra ngoài ông có khách hàng, thì tại sao mình không tự hỏi mấy anh chị này, khách hàng người ta cần gì, những người prospect người ta cần thông tin gì để người ta quyết định mấy anh chị. Nếu vậy đó thì mình provide hay là mình có thông tin đi thẳng tới cái người prospect hay là người khách hàng mấy anh chị hả? Tại sao mình lại phải
phải phải phải phải tập trung vào cái đội ngũ nhà phân phối để tập cho người ta nói giỏi mới vậy. Vì mình tin rằng đây nó không phải là một cái kinh doanh truyền thống, đây không phải là công ty bảo hiểm. Một số mấy anh chị vào công ty bảo hiểm một thời gian sau mấy anh chị không có hợp đồng, mấy anh chị không có kết quả, hãng bảo hiểm nó cho nghỉ ngay mấy anh chị. Nhưng mà network marketing nó là một cái đạo quân, nó là một cái đội quân, nó là một cái hàng ngũ của những người tình nguyện viên, và người ta đủ mọi trình độ, đủ mọi background, và mấy anh chị không thể cho người ta nghỉ được mấy anh chị. Và bây giờ đó, mình chỉ mong là người ta giỏi như nhau thì mình nghĩ chuyện đó là chuyện impossible. Mình muốn người ta nói giỏi mà vậy ha, cũng giống như cá nhân mình anh chị. Mình là introvert. Mình biết bản tính mình anh chị là không nói, người sống nội tâm. Tại lý do tại mình nói là sao anh chị, là tại vì mình có cái đam mê ở trong đó mình nói. Nếu mà một số mấy anh chị gặp ai đó là cái tuýp người sống nội tâm và mấy anh chị train cho người đó để người đó có thể ra ngoài nói giỏi mà chị ha, thì mình nghĩ cái đó là chuyện không tưởng mà chị. Hoặc là mình sẽ mất rất nhiều thời gian vì không thể nào thay đổi con người đó mà chị. Hay là những cái người có cái nhân dáng, hay là trong cái ngành nghề khác nhau, cũng giống như trong cái network marketing, nếu mấy anh chị nhìn lại những việc gì mình đã làm trong quá khứ, mình có những người đang làm trong ngành nail, mình có những người đang làm technician, mình có những người bà nội trợ, mình có những người đủ mọi ngành nghề, là kỹ sư, là bác sĩ mấy anh chị. Và tùy theo cái background mấy anh chị ha, tùy theo cái ngành nghề nào đó, cái trong cái quá khứ, trong cái kinh nghiệm mấy anh chị, mình không thể nào expect, mình không thể nào kỳ vọng là những người này sẽ nói giỏi về vấn đề dinh dưỡng, sẽ giải thích về về gene mấy anh chị, gene expression, về mitochondria trong tế bào mình gì. Không thể nào mình làm được chuyện đó. Giải thích về biophotonic scanner mấy anh chị. Mình nói là nội cái giải thích cái gò Vanix Spa hay là cái Facial Spa đã 10 người đã 10 cách giải thích khác nhau rồi. Là tại vì mình không thể nào nói như cái máy mấy anh chị, mình hiểu mấy anh chị. Dĩ nhiên là một số anh em mình hiểu, hiểu cái máy biophotonic scanner ở một cái mức độ nào đó. Nhưng mà để giải thích và truyền đạt mấy anh chị, cái đó nó không có đơn giản. Và đó là lý do tại sao network marketing nó mang đầy tai tiếng mà gì, là tại vì nói quá sự thật, nói không đúng mà gì, nhất là ở Việt Nam. Thành ra đó là một trong những lý do mà tại sao mà gì, mình nên chuẩn hóa cái vấn đề truyền đạt thông tin. Vì ở đây một trong những lý do mà gì, mình đã trong network marketing trên 20 năm, đúng là chính xác là 22 năm mà gì, kể từ năm 1993. Dĩ nhiên là mình làm network marketing từ năm 78 với em quê, mặc dù cũng chẳng làm gì nhiều mà gì, mình cũng mở công ty một lần về vấn đề food, và mình mở công ty network marketing ở Việt Nam vào năm 2002 tới 2004. Nói như vậy không phải là để khoe với mấy anh chị, nói như vậy để cho mấy anh chị thấy một trong những cái nguyên do chính mà gì khiến rất nhiều người bỏ cuộc và đồng thời không thành công trong network marketing mà gì, là tại vì mình nói, cái chữ nói mà gì, nói và nói quá nhiều, nói sai sự thật. Khi mà mình không có đủ thông tin, khi mà mình không có đủ những cái dữ kiện, khi mình không có đủ cái lòng tin với gì với những người đối diện để mà có thể thuyết phục, thành ra đó là cái một trong những cái nguyên nhân đó chị ha, là tại vì những cái lời mình nó thoát từ cái cửa miệng đó chị. Người ta nói miệng, người ta nói bệnh là từ 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 miệng vào, mà họa nó là từ miệng ra mấy chị, và rõ ràng là mình có những cái rất nhiều lý do. Thành ra giữa cái hình ảnh này mấy chị nè, giữa một người distributor và một người prospect, là một người ứng viên, là một người khách hàng, mình nên tập trung vào ai mấy anh chị? À, một số mấy anh chị nên tập trung vào distributor, là tại vì distributor là người đi ra ngoài tìm khách hàng, tìm prospect, đúng không mấy anh chị? Mình nghĩ cái đó là cái cách suy nghĩ cổ điển, nếu mà không nói là trong kinh doanh truyền thống mấy anh chị. Và hiện nay cái mô hình nó cũng khác rồi mấy anh chị ha. Lý do tại sao rất nhiều người người ta bỏ băng cái khâu trung gian đó gì, người ta mua online, là tại vì cái thói quen và cái sự tiện lợi của nó mấy anh chị, và nó đầy đủ những cái thông tin, cũng giống như nó đầy đủ những cái lòng tin. Vì sao mấy anh chị, mình coi những cái review, mỗi lần mình mua xe, mình mua cái gì quan trọng anh chị, mình ở hotel,
Mình luôn luôn coi cái review mấy anh chị nha. Là tại vì cái review đó nó nói lên là những người đã dùng cái sản phẩm này, đã ở chỗ này, đã mướn chiếc xe này, đã mua chiếc xe này, đã mua cái áo, cái quần, mua cái nhà mấy anh chị. Cái kinh nghiệm của những người này, cái experience của những người này ra sao đối với cái chỗ đó, đối với cái con người đó, và mình quyết định mấy anh chị. Nó nằm ở cái yếu tố là mình review nó. Là tại vì một trong những cái đặc điểm của Internet mấy anh chị, tức là cái transparency mấy anh chị, là cái sự minh bạch. Một trong những cái yếu tố của Internet là cái sự minh bạch mấy anh chị. Nó quá rõ mấy anh chị ha. Và mình có thể kiểm chứng một cách rất dễ dàng. Và đó là lý do tại sao người ta tin mấy anh chị. Nếu vậy đó thì trong cái hình mấy anh chị đang thấy trước mặt, mình nên tập trung huấn luyện cho người distributor để nói chuyện thiệt là giỏi mấy anh chị ha. Hay là mình có thể provide một cái video hay một cái gì đó giúp cho người prospect quyết định mấy anh chị. Là tại vì sau cùng là gì mấy anh chị ạ? Điểm sau cùng khi mà mình huấn luyện người distributor ra ngoài để người ta nói để làm gì mấy anh chị? Để giúp người prospect hay là giúp người khách hàng make a decision. Mấy anh chị đồng ý không? Ủa? Nếu vậy thì đằng nào cái cuối cùng vẫn là người khách hàng, cuối cùng vẫn là người prospect mấy anh chị? Nếu vậy đó thì mình nên tập trung vào người khách hàng và tự hỏi rằng mình phải làm như thế nào, hay là cái gì, điều gì nó giúp cho người khách hàng quyết định. Chứ tại sao lại phải mất nhiều thời gian huấn luyện một người distributor hoàn toàn không có kinh nghiệm ở trong network marketing, hoàn toàn chưa làm business, cái kiến thức và cái bản tính cũng giống như cái thói quen, cái attitude mà gì, cái điều kiện làm việc nó hoàn toàn nó khác nhau mà gì. Thậm chí một số mấy anh chị, nếu mà cái đội nhóm của mấy anh chị có 5 người thôi thì nó đã là một cái gì đó nó phức tạp, là tại vì 5 người này hoàn toàn không giống nhau mấy anh chị. Chứ đừng có nói mấy anh chị có 100 người. Nếu mà anh chị có 1.000 người đó thì cái đó là cái gì, cái đó là cái việc không may mấy anh chị. Là tại vì cả 1.000 người này hoàn toàn không ai giống ai. Và mình chỉ có một cái training mấy anh chị ha. One size fits all, tức là mình chỉ có một cái chương trình huấn luyện để huấn luyện cho mọi người, và mình hy vọng là nếu mọi người đều làm như nhau. Bây giờ mấy anh chị thấy tại sao mọi người không làm như nhau mấy anh chị? Là tại vì mỗi người, mỗi cái background, mỗi cái ý thích, mỗi cái sở trường, sở đoản, mỗi cái hoàn cảnh, nó không ai giống ai mấy anh chị. Thành ra đó là lý do tại sao cái 7 chữ là nếu mọi người đều làm như nhau, nó là một cái dream, nó là một cái điều gì đó mà những người làm network marketing người ta bứt tai bứt tóc mà chị. Tại sao anh chị? Thì hôm nay cái câu trả lời cho mấy anh chị, nếu mấy anh chị còn tập trung vào người distributor thì 7 chữ nếu mọi người đều làm như nhau sẽ không bao giờ có. Mình có thể nói chắc với mấy anh chị điều đó. Nếu mấy anh chị tin hay không tin mấy anh chị, nhưng mà mình nói chắc với mấy anh chị điều đó. Nếu mình tập trung vào người distributor, nếu mình tập trung vào đội ngũ của mình, và mình huấn luyện để mọi người đều đi ra ngoài để có kết quả như nhau, và nếu mọi người đều làm như nhau thì chuyện đó nó tiếp tục là những cái điều mình mơ tưởng, và mình sẽ không bao giờ mình đạt được. Nhưng mà bây giờ mấy anh chị, cái tập trung của mình đó, nó nằm ở người prospect. Mấy anh chị cứ nhìn cái hình cô này nữa mấy anh chị. Cô này muốn gì? Chắc chắn cô này muốn trẻ, muốn khỏe, muốn đẹp, muốn có một cái đời sống sung túc. Và cái cuối cùng là gì mấy anh chị? Làm sao để giúp cô này quyết định? Thì mình tin rằng chỉ cần một cái video clip hay là vài ba cái video clip mấy anh chị, nó có thể nó giúp cho cô này quyết định rất nhanh. Và khi cô này quyết định mấy anh chị ha, nó không cần biết background cô này là gì mấy anh chị. Mình chỉ nói đơn giản là cô sẽ tiếp tục đưa những cái video này cho bạn bè xem, thì cái đó mà gì, họa may mình mới giải quyết được cái vấn đề là nếu mọi người đều làm như nhau. Làm ở đây mấy anh chị tức là chỉ cần gửi forward, gửi message để cho người ta xem cái video, cái đó mọi người đều có thể làm được mấy anh chị. Vì bây giờ mình không nói, mình làm thinh mấy anh chị, mình dùng những cái ngón tay để nó nói giùm mình. Và cái đó là cái thói quen của con người hiện nay. Mình lấy ví dụ một trong những cái công ty mà mình rất thích mình gì ha, Uber. Đây là the most disruptive company in the world hiện nay mình gì. Thứ nhì là Airbnb.
Tức là một cái công ty mà nó gây ra rất nhiều tranh cãi và đồng thời nó thay đổi cả biết bao nhiêu cái giá trị về business lâu nay, anh chị. Theo cái theo 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 cái suy nghĩ cổ điển, Uber nó từ một cái người đứng ở lề đường đón xe taxi, anh chị, và tự hỏi là cái người đó cần cái gì, muốn cái gì, anh chị, và người ta viết ra một cái app. Uber không phải là công ty taxi, anh chị nha. Cho tới giờ này ta vẫn nói là người ta là một cái công ty viết ra cái ứng dụng đây để cho những cái người entrepreneur có thể dùng chiếc xe mình và trở thành taxi, anh chị. Thành ra người ta không đứng ở cái vị trí là mình là công ty taxi viết cái phần mềm, viết cái software để cho tài xế đi đón khách nhiều hơn hay là mang lại lợi nhuận cho cái công ty taxi ABC nào đó, anh chị. Không phải vậy. Người ta đứng ở cái người gọi là end user, tức là người tiêu dùng, anh chị, và tự hỏi là người này cần cái gì, và người ta đã có một cái ứng dụng. Có thể nói hiện nay đây là cái công ty mà bị kiện cáo, bị đủ mọi chuyện, bị vùi dập, anh chị, là tại vì cái kết quả của nó không ai chối cãi được, anh chị, và nó đảo lộn tất cả những cái trật tự mà lâu nay trong cái kinh doanh truyền thống mình nghĩ nó phải như vậy thì nó phải như vậy, và Uber nó không. Cái người quyết định là người tiêu dùng, người quyết định là người end user, anh chị. Nếu vậy đó thì mình mượn cái câu chuyện này để nhìn ngược lại cái chuyện của mấy anh em mình làm với cơ hội qua Nu Skin, anh chị. Ai là người quyết định? Không phải nhà phân phối, anh chị, mà là người prospect, người bạn của mình, anh chị. Một số mấy anh chị đừng có nói đâu sâu xa, anh chị nha. Mấy anh chị có người bạn. Cái vấn đề là không phải anh chị phải nói như thế nào để người bạn của mình người ta gia nhập. Anh, nó không phải là anh chị phải nói như thế nào để người bạn của anh chị dùng sản phẩm, anh chị. Nó không phải đó. Hay là anh chị phải nói diễn tả diễn đạt như thế nào đó để người bạn có thể người ta thay đổi cái gì đó và làm theo cái ý của mấy anh chị. Nó không phải yếu tố đó, mấy anh chị. Mà mấy anh chị nên đặt ngược cái câu hỏi, mấy anh chị nè. Anh bạn mình muốn gì? Anh bạn mình quyết định dựa trên cái yếu tố nào, mà gì, dựa trên những cái thông tin nào. Và khi mấy anh chị biết được là anh bạn mình cần cái gì đó thì có khi, mấy anh chị, có khi chỉ cần một cái video clip rất ngắn thôi của công ty đã có sẵn, anh ta quyết định ngay, mấy anh chị, chứ không phải khả năng diễn đạt của mình như thế nào. Không biết mấy anh chị hiểu cái ý của mình không, mấy anh chị? Khả năng diễn đạt của mình nó giới hạn lắm, mấy anh chị. Hoặc là mấy anh chị rất may mắn sinh ra là người nói giỏi, nói thuyết phục, mấy anh chị ha. Nhưng mà câu hỏi, mấy anh chị nè, liệu nhiều người khác có làm giống mấy anh chị hay không, và cái sự sao chép nó có không, mấy anh chị? Thì hình như câu trả lời là không. Nếu vậy đó thì không sao chép được, mấy anh chị, và đó là lý do tại sao mấy anh chị không có đạt được cái sự mong muốn. Dĩ nhiên những điều mình nói ở đây, mấy anh chị ha, nó không đụng tới System 7, nó không đụng tới những cái system khác hay là những cái chiến lược của công ty, mấy anh chị. Mình chỉ muốn nói là làm thế nào để mấy anh chị đạt được cái kết quả thôi. Còn cái hệ thống nó vẫn là cái hệ thống, anh chị. Mình cũng vẫn có cái những cái workflow, mình vẫn có những cái event, anh chị. Nhưng mà cái gì mấy anh chị cần làm mỗi ngày để đạt được cái kết quả, anh chị, thay vì phải chạy ngược chạy xuôi, dự hết lớp này qua lớp kia, tốn quá nhiều thời gian, tốn quá nhiều tiền, anh chị, thậm chí tốn quá nhiều nước miếng, mình nói quá nhiều, anh chị, và có thể mình đã không đạt được cái kết quả. Và đó là lý do tại sao có rất nhiều người dị ứng với network marketing, vì hình như người ta quen với rất nhiều người bạn không thành công. Và cái đó là một trong những cái thôi thúc, mà gì, mình phải chứng minh được đó là mình phải làm thành công với network marketing, mà gì. Vì trên lý thuyết mọi người đang làm network marketing mà không được trả lương, vậy thì bây giờ có một cái công ty nó trả lương thì lý do tại sao mình không làm được, mà gì. Và mình thấy cái đó nó vô lý quá. Cái lý do đơn giản thôi, mấy anh chị, mình tập trung trật trật thì cũng đúng, mấy anh chị, mình tập trung không đúng chỗ, không đúng chỗ, mấy anh chị. Vì mình đang ở trong thời đại mà con người nói là thôi anh đừng có nói nữa, anh có cái gì anh đưa tôi đi, tôi về tối tôi coi, mấy anh chị. Đây là cái thời đại mà con người không muốn nghe, mình không tin người salesman, mấy anh chị, mình không tin người salesperson, chứ đừng có nói là mình không tin nghe cái người này nói quá dở, nói quá ẩu, nói quá sự thật. Nhiều khi cái chữ gen mình đánh đoàn còn trật, mấy anh chị.
những cái gene expression mình không biết viết làm sao luôn. Hay là mình nói về tế bào. Tế bào là gì? Có nhiều người vẫn không biết được mà nhỉ. Nếu vậy thì làm sao mình có thể, mình nhiều khi mình nghe chữ gene nhưng mà gì, mình không thể nào nói giống như thùy trinh được, chắc chắn là không mà gì. Thành ra ở đây mà gì nè, thành công với network marketing nó phải tới từ duplication và multiplication, phải tới từ hai cái keywords, từ hai cái từ này mà gì. Dĩ nhiên multiplication nó sẽ không có, nhân rộng nó sẽ không có nếu không có sao chép mà gì. Nhưng mà làm thế nào để có cái sự sao chép mà gì, đây là một cái câu hỏi rất lớn mà gì nha. Và cả một cái industry bao nhiêu năm, có thể nói là 60-70 năm nay mấy chị, nó vẫn còn là một cái điều kỳ bí. Thành công trong network marketing nó vẫn còn là một điều gì đó rất kỳ diệu. Và con người mình đang đi tìm mấy chị, mình bảo đảm với mấy anh chị, mình mở một cái lớp training gì đó, bí quyết để thành công trong network marketing thì cái lớp đó là cái lớp đông người nhất mấy chị. Vì chỉ hai chữ thôi, bí quyết. Con người đang đi tìm bí quyết mấy chị để thành công. Thì mình có thể nói với mấy anh chị, có một cái câu này, duplication is almost impossible without automation. Tức là nếu không có cái tự động hóa thì cái duplication hầu như là chuyện không thể mà gì. Thành ra ở đây mà gì là thành công với network marketing, và đặc biệt là nếu mà chỉ muốn thành công lớn với network marketing mà gì. Thành công lớn ở đây là gì mà gì ha? Mình muốn làm ở nhà. Mình muốn có home meeting, home gathering, không phải travel, chi phí thấp, nhẹ nhàng, thong thả, có dư thời gian. Có đủ nhóm phát triển khắp mọi nơi trên thế giới, income rất cao, tăng trưởng đều đặn mấy gì ha, có thể qualify tất cả các trip recognition này nọ, cái đó là mình gọi là thành công lớn mấy gì. Dĩ nhiên một số mấy anh chị có thể thành công trong network marketing, có đồng ra đồng vô, mình có dùng sản phẩm, tự nhiên mình trẻ, mình đẹp, mình khỏe ra, hay là bố mẹ mình dùng sản phẩm có kết quả mấy gì ha. Đối với một số mấy anh em và ngay cả cá nhân mình mấy chị, đó là cái thành công lớn nhất. Dĩ nhiên là bên cạnh cái thành công lớn về cái kết quả về vấn đề sức khỏe mà chị, vì ở tuổi mình hiện nay cái quan trọng nhất là vấn đề sức khỏe, nó cao hơn cái vấn đề tài chính này. Và bên cạnh có chắc chắn qua cái cơ hội này mình có thể mình xây dựng được một cái lợi tức thụ động, không những cho thế hệ mình mà cho thế hệ con cháu mà chị. Và cái đó là cái thành công lớn. Thành công lớn đây nó trọn vẹn trong nhiều cái ý nghĩa của nó mà chị. Thành ra mình đề nghị với mấy anh chị chụp cái hình này, cái trang trước mặt mình vậy. Là tại vì cái chữ duplication nó sẽ không xảy ra nếu và chỉ nếu mà vậy. Trước đó nó phải có cái automation, nó phải có cái tự động mà vậy. Mình hãy dùng cái McDonald's mà vậy ha. Network marketing cứ lấy McDonald's ra làm ví dụ mà vậy. Nhưng mà mình nghĩ là cái so sánh đó nó khập khiễng, là tại vì McDonald's sử dụng máy móc mà gì, bấm nút. Người ta bỏ cái hamburger, người ta, một cái nhà hàng vài triệu đô, nếu mà không nói là khoảng dừng 1-2 triệu đô mấy chị. Buổi sáng thì những người lớn tuổi, những người senior citizen bring cái business, sau 2-3 giờ chiều mấy chị ha, là một đám con nít học trung học mấy chị, nó run cái business, nó muốn nghỉ nó nghỉ, nó làm cho nó vui. Nhưng mà sao mấy chị, cái hamburger hay là cái business vẫn chạy đều đặn và McDonald's vẫn làm ra tiền. Lý do đơn giản là tại vì người ta bấm nút mà gì, chiên cái french fries, làm đủ mọi thứ, bấm nút bấm nút bấm nút bấm nút. Nhưng mà con người mà gì, trong network marketing nó không có bấm nút, mà mình phải deal với con người mà gì. Thành ra nếu mà mình nói về so sánh với McDonald's với network marketing thì mình nghĩ cái so sánh nó quá khập khiễng mà gì. Và đó là lý do tại sao network marketing nó vẫn còn là một cái gì đó mà 7 chữ, nếu mọi người đều làm như nhau người ta vẫn không giải quyết được, là tại vì có yếu tố con người trong đó mấy anh chị. Thành ra ở đây mấy anh chị nè, mình muốn thêm cái chữ automation trước cái chữ duplication, vì nếu không có automation thì duplication hầu như không có ý nghĩa mấy anh chị, hầu như là chuyện impossible. Mấy anh chị đồng ý? Nếu mấy anh chị đồng ý ở đây mình đi tiếp mấy anh chị nha. Vì nếu mấy anh chị không thấy cái trang này nó hợp lý thì có thể là những điều mình nói sắp tới ở đây nó không có ý nghĩa với mấy anh chị. Cái automation ở đây đó, nó không phải là con người mình bấm cái nút cái con người nói mấy anh chị. À, mà cũng có thể mấy anh chị nha, mình bấm cái nút cái có giọng của ai đó nói mấy anh chị. Mình bấm có cái nút cái có cái hình của ai đó nói. Và nói lần nào cũng y chang như nhau, không trật chữ nào mấy anh chị. Người ta không có biểu lộ những cái cảm xúc,
Bây giờ tôi có chửi ổng đi nữa, ổng cũng nói y chang nhau, tôi khen ổng, ổng cũng nói y chang như vậy mà chị, không khác gì nhau hết. Cái đó nó gọi là automation mà chị. Thành ra ở đây mà chị này, automation nó mới đưa tới duplication và nó mới dẫn tới cái multiplication. Thành ra mình muốn thêm cái trang này chút xíu mà chị này. Lâu nay đó, mình quá tập trung vào cái leadership mà chị. Và mình quên mất rằng cái mình cần đó là cái automation. Mình train những người leader, tất nhiên mấy chị ha, trong network marketing mình cần phải hoàn thiện bản thân. Nếu mấy anh chị muốn thành công lớn với network marketing hay bất cứ business nào, hay là nói chung muốn thành công trong đời, cá nhân mình phải hoàn thiện mấy chị. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà ở đây mấy chị, nếu không khéo mấy chị, nếu mà mình không hiểu rõ vấn đề đó, mình tập trung, mình huấn luyện và mình muốn mọi người trở thành leader, 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 leader. Trong khi cái mình cần là gì mấy chị? Cái mình cần là lượng khách hàng người ta dùng sản phẩm, những nhà phân phối, những prospect người ta turn thành những nhà phân phối mới là gì. Thành ra ở đây đó, cái leadership là gì, có đôi khi mình overrated là gì, mình nói quá về cái leadership. Mình sợ là hiện nay đang có một cái hiện tượng nó gọi là cái bubble về cái leadership là gì, nó giống như real estate bubble là gì ha, đội giá nó lên trên trời dưới đất, có mấy người ở đâu Hồng Kông chạy qua California, nhà cỡ nào cũng mua tiền cash, cái tự nhiên nhà nó đội giá lên. Và cái đó là cái bubble anh chị, vì tới một lúc nào đó nó bão hòa và cái sự thật là cái giá trị của căn nhà nó không phải vậy, thành ra nó burst, nó bể mình gì. Stock cũng tương tự. Và hình như hiện nay mình nói quá nhiều về vai trò leader, leader, leader mình gì. Nhưng mà ở đây mình nhìn này, trong ruộng rỗng là tại vì vẫn không có kết quả mà gì. Có thể là cái title lớn quá nhưng mà trong ruộng không có mà gì. Và mình thấy hiện tượng này rất rõ hiện nay. Và không khéo mà gì, nó sẽ có một lúc nào đó hàng loạt những người leader sẽ bị bể mà gì. Bể bụng, bể bể gì đó, bể bong bóng. Là tại vì mình đánh bóng quá nhiều về cái vai trò leader mà gì. Ở đây mà gì, mình không, cái leader ở đây là gì mà gì nè. Dĩ nhiên là mấy anh chị hiểu cái ý mình ở đây đó, mình không có bài bác cái vấn đề là mình build con người. Nhưng mà nhiều khi mình chỉ tập trung vào huấn luyện con người để trở thành leader, mà mình quên mất rằng người leader đó phải đi ra ngoài làm việc và có và phải 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 có kết quả mấy anh chị. Cái đó mới là cái bottom line trong cái business. Là tại vì người leader mà không có kết quả, về nhà vợ cũng bắt nghỉ ở nhà mấy anh chị. Leader đi nhiều quá, con cái nó phàn nàn, gia đình phàn nàn, rồi cuối cùng cuộc rồi leader cũng bỏ cuộc mình vậy. Mindset có strong cỡ nào đi nữa mình vậy ha, không có kết quả, không mang tiền về nhà, không giúp người được nhiều người khác mình vậy, thì nó cũng không có ý nghĩa của nó. Và không khéo mình lại tập trung quá nhiều vào người leader, leader, và mình huấn luyện làm sao để mọi người đều giỏi như nhau, thì mình nghĩ cái đó là cái trời Phật không làm nổi mình vậy. Và con người mình chắc chắn mình sẽ không làm nổi chuyện đó. Ở đây mình vậy nè, thay vì tập trung vào người leader build cái team đó, mình đề nghị với mấy anh chị nên nói nhiều về cái followership mấy anh chị, thay vì leadership. Mà nhất là người Việt Nam mình mấy anh chị, ai cũng muốn làm tướng mấy anh chị, ai cũng muốn làm leader, ai cũng muốn làm lĩnh lãnh đạo, tướng lại không có lính. Và cái đó là cái nó đang là một cái gì đó, nó như ung thư mấy anh chị, nó đang rất phổ biến và mình cần phải thay đổi rất nhanh anh chị. Ở đây mình cần người follow, mình nên là thầy là học trò trước khi lên làm thầy anh chị, mình lên là người lính giỏi trước khi mình là tướng, thầy giỏi là người học trò giỏi anh chị. Hiện nay mình đang rất cần nhiều người follower theo sát những cái bước đơn giản để mọi người đều có thể làm được. Người leader ở đây là người phải tạo ra cái kết quả mà chị. Người leader ở đây là người phải giúp cả ngàn người, nếu mà không nói là cả chục ngàn người, cả trăm ngàn người làm có kết quả, đó mới gọi là người lãnh đạo, đó mới gọi là người leader mà chị. Chứ không phải anh nói giỏi, anh thuyết trình giỏi, anh lên sân khấu, anh look good, anh smell good mà chị. Không phải người đó mà chị. Mình không cần những người đó thì đúng hơn. Ở đây mình cần cái kết quả mà chị. Và cái kết quả đó nó tới từ vấn đề là mình phải follow. Mình có cái câu là follow the system chứ không ai nói lead the system mà chị ha. Nếu mà mình nói follow the system thì mình cần follower mấy anh chị, chứ mình không có cần leader. Leader nhiều quá, mỗi người mỗi vẻ mấy anh chị, mỗi người mỗi kiểu. Mình có hiện nay có cái nạn sứ quân mấy anh chị, là mới có chút xíu thôi đó là mình nghĩ là mình đã là leader và mình có cái cách làm riêng của mình.
Và cái đó là cái mầm tai hại mà anh chị, là tại vì nó không sao chép được. Tại vì mấy anh chị nhớ, nhớ mấy anh chị nha, duplication mấy anh chị. Thành ra đó mình nên, mình đề nghị với mấy anh chị, cái automation nó mới ra nhiều người mấy anh chị, và trong cái quá trình đó sẽ có những người hoàn thiện bản thân, tự nhiên có những người có cái leadership nó nổi trội mấy anh chị. Leadership nó cần 5-10 năm, mình không thể nào chờ 5-10 năm mới có kết quả mấy anh chị. Một số mấy anh em mình bỏ việc, bán tiệm, đời sống cá nhân mình có bill phải trả, mình không thể nào chờ cho tới khi nào mình trở thành leader nói giỏi mà vậy ha, rồi mới có làm có kết quả được mà anh chị. Mình cần phải nuôi gia đình, mình cần phải đem tiền về nhà mỗi tháng, mỗi ngày, mỗi tuần mà anh chị. Và cái đó nó cần cái kết quả. Thành ra ở đây mà anh chị này, tập trung vào cái kết quả. Nếu vậy đó thì mình cần, rất cần mà anh chị cái automation. Vấn đề của nhà phân phối mới là gì mà anh chị? Nói nhiều quá, nói nhiều hoặc là sợ không dám nói mà anh chị. Cả hai cái này nó liên quan tới cái chữ nói. Một là nói quá nhiều, nói nhiều sinh nói ẩu, hoặc là sợ quá không dám nói mà gì, nhấc điện thoại gọi không dám nói, ra ngoài không dám nói, mất tự tin. Và cái này là cái hiện tượng chung mà gì ha. Đây là cái video mà chị đây này, cái này là cái xe của Google mà gì, Google người ta ra chiếc xe không người lái, tức là có người ngồi đó nhưng mà nó không có bánh lái, nó không có cái wheel mà gì, và đồng thời nó không có thắng, nó không có ga gì hết đó. Mà anh chị lên xe, bấm vào cái địa chỉ, bấm cái nút thì tự động cái xe nó sẽ rời nhà và nó tới sở làm mấy anh chị, hoặc là tới chợ gì đó, hay là ghé ra phở Hòa ăn tô phở mấy anh chị, sau đó bấm cái nút nó lái về lại nhà mấy anh chị. Bây giờ mình hỏi mấy anh chị này, cái phản ứng của mấy anh chị như thế nào nếu nếu mà nói mấy anh chị nhảy lên xe và mấy anh chị chỉ làm vậy thôi, seat belt xong, bấm cái nút start máy mấy anh chị ha, xong cái đánh vào cái địa chỉ muốn tới, xong đó mấy anh chị ngồi hít gió, thì chắc chắn mà gì cái phản ứng của mình là oh no 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 no, nó không được, không được, không được, không được. Rồi cái này nếu mà đi vậy thì lỡ xe khác nó đụng sao, hay là lỡ xe này mình không có kiểm soát được nó đụng người khác thì sao mấy anh chị. Cái đó là cái mà mình nói thường xuyên mấy anh chị ha. Thì mấy anh chị biết Google mấy anh chị, mình có đọc một cái bài mà mình đọc xong cái bài nó mình cười hả 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 vì mình quá thích mấy anh chị. Người ta nói là mọi tai nạn xảy ra là vì con người mấy anh chị. Lý do mà tai nạn đụng người khác là tại vì mình đụng vào tay lái. Lý do mình hít chiếc xe phía trước mà vậy là tại vì cái chân của mình đạp ga quên đạp thắng. Lý do tại sao có cái xe nó đụng phía sau mình mà vậy là tại vì mình đạp thắng quên đạp ga. Tức là mọi cái lỗi lầm mà chị ngủ gục vừa lái xe vừa gửi tax, hay là quẹo chậm quá, quẹo nhanh quá, lúc đó đang lơ đãng mà vậy. Tất cả mọi tai nạn nói chung ra mấy chị ha, Google người ta có một cái câu rất hay này. Tất cả mọi tai nạn là tại vì con người đụng vào. Nếu vậy đó thì con người ngồi yên nơi ghế, lấy cái seat belt rồi cột cột dính cứng vô ghế luôn mấy anh chị. Và không cho tay chân đụng cái gì ấy, thì tai nạn nó sẽ không bao giờ xảy ra. Không biết mấy anh chị nghe cái câu nó có hợp lý không, chứ mình nghe câu nó mình rất thích mấy anh chị. Vì nó có nói tới một cái mà vậy, nó gọi là cái human error mấy anh chị. Cái sự sai sót của con người. Mấy chị nghe cái đầu nó, mấy chị thấy quen không mấy chị? Ha, câu đó hình như mình nghe rất quen mấy chị ha. Mình làm thuyết trình, mình nói ẩu, mình ra ngoài mình mời, ví dụ cái câu mà thường xuyên, dạ em nói em vô 3 tháng mà em nói chẳng ai gia nhập, ở nhà em nói hết mọi người, bữa ăn nào em cũng nói chẳng ai chịu gia nhập. Rồi nay dạ ở nhà em có ông anh rể này rất giỏi, ổng là hiệu trưởng một cái trường hay là ổng dạy gì đó có mấy ngàn học sinh, nhưng mà em nói hoài ổng không nghe, thậm chí có bữa em nói 3 tiếng đồng hồ ổng không thèm nghe mấy chị. À, thành ra mọi chuyện mấy chị nó tới từ nói nhiều, nói dai, hình như nói dở, rồi nói trật. Và thậm chí mấy chị ha, cái background của mình từ hồi nào giờ mình đang đi làm cái gì đó, ví dụ như mình nói đây không phải là để so sánh mấy chị ha, nhưng mà mình thấy có một cái chị kia, chị làm ở trong cái nhà hàng, chị ở Việt Nam qua khoảng chừng chưa tới 1 năm mấy chị, và chị đang thuyết phục người khách hàng tới ăn là một người Mỹ, ông ta là CEO của một cái công ty không lớn lắm anh chị, công ty nhỏ thôi. Và chị này thường xuyên gửi thác cho mình và nói là anh đi nè, anh có cái ý kiến gì không, chứ còn em nói với ông này mấy lần về cái sản phẩm Aislog Youth của mình và ông không có nghe. Rồi ông hỏi anh em mấy câu mà em nghĩ là ông này hình như ông xúc phạm em thì vậy. Thì mình mới hỏi sao chị nói gì, thì cô này nói là mỗi lần mà
Và ông này thì thỉnh thoảng tuần hai ba lần ông tới nhà hàng em, ông ăn đó, thì em là bồi bàn ở đó, thì em có ra em có mời ông nói về cái slot youth, và em có nói là có rất nhiều người làm business giống như ông đó, nhưng mà bây giờ vào cái chương trình, vào cái việc làm này rất là thành công, thì tại sao ông không take a look? Mấy gì tưởng tượng mấy gì trong cái position đó mấy gì ha, một cái người bồ bàn nói với người khách hàng là CEO của một công ty thì làm sao người ta có thể tin được mấy gì. Nhưng mà cô này nhất quyết đó là anh này, em chỉ cần nói cho ông này mà ông làm cái là em giàu to, em sẽ thoát ra cái đời đi làm bồi bàn mấy gì. Anh thành ra mấy anh chị thấy cái cảnh này của bộ cũng hơi thường mấy gì ha. Dĩ nhiên là không có gì sai trái mà gì, mình không có nói là người bồ bàn không có thể không làm được chuyện đó. Nhưng mà ở đây mấy anh chị này, cái position mấy anh chị, cái vị trí của mình nó không thích hợp để mình nói. Nếu mà cô đó chỉ cần đưa cái video, cô đó nhờ ai đó nói chuyện giùm mấy anh chị, hay là hỏi lịch sự anh này có email hay là Facebook là gì đó, tối về gửi cái video mấy anh chị ha, và người đó tự khắc sẽ tìm hiểu lấy mà chị. Mình tin ông CEO này chỉ trong vòng tích tắc ông tìm hiểu rất nhanh, và có thể ông quyết định ngay mấy anh chị, không cần cô này luôn. Thay vì cô này đang tìm cách nói và thuyết phục mấy anh chị, là tại vì sao mấy anh chị, cái human error mấy anh chị, cái sai sót của con người nó quá lớn. Thành ra để khử những cái sai sót của con người mấy anh chị, mình có những cái chương trình webinar, mình có conference call, mình có video YouTube, mình có những cái website, mình có cái Nu Việt TV. Ngày đó hôm nay, tối hôm nay mấy anh chị, mình cũng giới thiệu với một số mấy anh chị một vài cái chương trình mà hiện nay mình đang xúc tiến. Nó chưa hoàn hảo, nó chưa có perfect mấy anh chị. Thì mình tin là không có cái gì perfect. Nhưng mà mình hoàn thiện nó mỗi ngày. Mình dùng nó mỗi ngày mấy anh chị. Mình có cái Nu Việt Box, TV Box mấy anh chị. Cái này để chút xíu là mình sẽ trình bày với mấy anh chị. Mỗi ngày đó, mình có qua cái chương trình mà Nu Việt Box, mình lấy một cái thí dụ mấy anh chị ha. Đây là một cái box nó đơn giản thôi, mấy anh chị có thể mua 80 đô, nó đi kèm với cái chương trình của Thúy Nga mấy anh chị. Với cái box này mấy anh chị cắm vào cái cổng HDMI trong TV, và mấy anh chị 24 trên 24 có cái chương trình của mình, đồng thời có một cái chương trình giải trí của Thúy Nga. 80 đô một lần mấy anh chị nhé, mua một lần mấy anh chị, lifetime guarantee. Hộp hư này mình qua một cái công ty Sigma ở San Jose, California đó. Người ta là provider của cái box này. Mình hoàn toàn không kinh doanh trên cái box này mấy anh chị, mình không kiếm lợi nhuận gì trên cái box này hết. Cái box này là của công ty Sigma ở California, anh Ben và đồng thời một số mấy anh em khác đứng ra để mà là phụ trách cái project này. Với cái box này mấy anh chị, mỗi ngày vào lúc 7 giờ rưỡi tối, bất kỳ ở múi giờ nào trên thế giới, thì mình có cái home BB. Home BB ở đây đó, nó không nhất thiết là phải business presentation mấy anh chị ha. Nó phải nó, BB viết tắt cái chữ business briefing, thì có thể là một cái chữ home gathering, hay là mấy anh chị chỉ cần mời một người bạn về ăn cơm thôi, thì mình sẽ có cái hướng dẫn với mấy anh chị rất rõ mấy anh chị. Ví dụ như mấy anh chị mời bạn vào 6 rưỡi hay 7 giờ gì đó ăn cơm xong, cái đúng 7 rưỡi mấy anh chị, à xin lỗi nha, bây giờ có cái chương trình này rất hay thôi, mấy anh em mình cứ ngồi để ăn đấy, nhưng mà để mở tivi, là tại vì cái sao cái tiếng nói trong tivi và hình ảnh trong tivi nó rõ, nó lớn hơn mấy anh chị. Và đồng thời mấy anh chị cũng muốn demo cho người bạn mình thấy là à đây là cái chương trình nó có sẵn rồi, tôi không cần phải nói, và vài bữa nữa anh làm anh cũng không cần phải nói. Đúng 7 giờ rưỡi ở bất cứ múi giờ nào ở châu Âu, ở châu Úc, ở châu Á, ở châu Mỹ mà gì, thậm chí ở châu Phi, cứ 7 giờ rưỡi nếu có cái box đó mà gì ha, thì cái bài BB 15 phút nó sẽ xuất hiện. 24 trên 24 nó có cái training on demand. Sau đó mấy anh chị, thì thường thường người ta muốn biết về 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 sản phẩm là gì đó, mấy anh chị vào cái training on demand, mấy anh chị chọn cái sản phẩm là ví dụ như ông Joe Chang nói về A-Slot, hay là Thùy Trinh nói về A-Slot hay như thế nào, mấy anh chị cứ mở lên cho người ta xem mấy anh chị. Nếu người ta có câu hỏi, mình đề nghị với mấy anh chị là không nói mấy anh chị, vì mình có cái live conference call về product, về business mỗi ngày 2 lần. Hiện nay mấy anh chị mình đang có 30 phút hỏi đáp mỗi ngày 2 lần, vào lúc 12 giờ trưa giờ miền Đông và 9 giờ tối giờ miền Đông, từ thứ hai cho tới thứ sáu, đủ mọi đề tài. Thành ra nếu người ta có câu hỏi, mình đề nghị với mấy anh chị không trả lời. Lý do tại sao không trả lời mấy anh chị? Thứ nhất, có thể mấy anh chị vừa mới vào, chưa đủ kiến thức để trả lời. Cái thứ hai mấy anh chị, mấy anh chị muốn cái người đó được nghe từ một người chuyên môn, vì cái câu trả lời đó nó chính xác, nó chuẩn và đồng thời nó có giá trị hơn là mình nói. Cái thứ ba mấy anh chị,
mình muốn demo cho anh bạn mình thấy là à, sau này đó nếu mà anh muốn làm cái này đó nó cũng dễ lắm. Ai hỏi anh cứ nói vô mấy cái 30 phút họ đáp hỏi cho chắc ăn, chứ không cần phải nói giỏi giống như tôi anh gì ha. Và đó là cái cách mà mình, đó là cái thông điệp để mà mình indirectly, một cách gián tiếp mình nhắn cái người kia, à cái này nó đã có sẵn rồi, nó tự động. Đó là những cái hình thức tự động đó anh chị. Mình có những cái live conference call, mình có cái Nuviet TV training đủ về fast start mindset, goal setting, business duplication model, kỹ năng kiến thức sản phẩm, system 7, đủ mọi thứ mà anh chị ha. Nó nằm ở trong cái training on demand ở trong TV, mấy anh chị có thể bấm và chọn và mở lên và cả nhà đều xem anh chị. Nếu một số mấy anh chị không có cái box này đó, mấy anh chị có thể mua 35 đô một năm mấy anh chị, cái đường link. Cái đó nó cũng là một cái app, mấy anh chị có thể vào sau này mấy anh chị nó nằm ở iPhone hay là Samsung. Mấy anh chị cũng có thể cho cái, dĩ nhiên cái box đó mấy anh chị dùng nhưng mà không cho người bạn mình ở bên Đức dùng được mấy anh chị. Nhưng mà cái link mấy anh chị có thể gửi cho người bạn bên Đức mượn. Là tại vì cái link nó mỗi lần xem chỉ được một người xem thôi, một nơi xem thôi mấy anh chị. Thành ra mấy anh chị có thể truyền nó là gửi gì đó, thì cái link đó là 35 đô một năm mấy anh chị. Đây chỉ là cái Nu Việt TV box thôi. Dĩ nhiên là tất cả những cái video, tất cả những phương tiện mình có trên YouTube mà gì miễn phí, mấy anh chị cũng có thể vào đó mà mấy anh chị chiếu cho mọi người xem. Mỗi ngày mấy anh chị mình có conference call vào lúc 10 giờ đêm từ thứ hai cho tới thứ sáu, 10 giờ đêm giờ New York mấy anh chị nha, tức là 10 giờ sáng ở miền Việt Nam, California là 7 giờ tối. Chỉ có giờ này là bên châu Âu mấy anh chị thì là 4 giờ sáng. Nhưng mà đây là những cái giờ mà tương đối nó thuận tiện cho một số mấy anh chị ở châu Mỹ, Canada và ở Việt Nam anh chị. Thành ra mình xin nhắc lại mấy anh chị nè. Thành công lớn với Nu, với network marketing và đặc biệt qua cơ hội với NuSin là mình muốn làm ở nhà mấy anh chị. Mình muốn có cái home gathering vào giờ ăn tối mấy anh chị ha. Mỗi bữa tối có thể mời một hai người bạn thôi cũng được. Mấy anh chị không cần phải làm 10 người, 20 người đâu mấy anh chị. Mình nghĩ cái đó lâu lâu mấy anh em mình làm lần cho nó vui, cho có khí thế mà nha. Dẫn chồng con, dẫn vợ con, dẫn bố mẹ lại để làm quen, vui chơi với nhau, ăn uống. Mà chị người Việt Nam mình gặp nhau là ăn uống thì mình nghĩ cái đó là cái rất vui. Nhưng mà khi mà nói về business mà chị, nó không nhất thiết mà mình chỉ phải mời nhiều người. Và qua đó mà chị, mình không cần phải travel, mình không cần phải tốn tiền đi đây đi đó mà chị. Làm việc này nó phải nhẹ nhàng và thong thả mà chị. Là tại vì sao? Người khác sẽ nhìn vào cái lifestyle mấy anh chị có. Nếu người ta thấy mấy anh chị bước vào tiệm nail, nếu người ta thấy mấy anh chị nói chuyện với người lạ, nếu mấy anh chị, nếu mà người khác thấy anh chị hai tay hai cái phone nói từ sáng cho tới tối thì chắc chắn người ta sẽ không bao giờ muốn làm giống như mấy anh chị. Hoặc là thấy mấy anh chị phải chạy ngược chạy xuôi, hầu như bận rộn tối ngày mấy anh chị không có mặt ở nhà thì chắc chắn không ai muốn làm giống mấy anh chị, mình bảo đảm với mấy anh chị điều đó. Và cái điều đó là cái điều mà một số mấy anh em mình hiện nay đang làm anh chị. Dĩ nhiên mình rất tự hào về chuyện mình làm anh chị ha. Mình có cái niềm vui, mình biết là một số mấy anh chị có cái đam mê, có cái niềm vui trong cái vấn đề là mình đi đây đi đó gặp bạn bè mấy anh chị, nhưng mà người khác nhìn vào người ta không thấy cái niềm vui của mấy anh chị, mà người ta chỉ thấy là nếu người ta làm giống như mấy anh chị đó thì coi như người ta sẽ không bao giờ người ta làm nổi. Và đó là lý do tại sao mấy anh chị không nên làm. Và chắc chắn tới một lúc nào đó mấy anh chị sẽ không bao giờ đi khắp mọi nơi được mấy anh chị ha. Vì đội nhóm của mấy anh chị muốn hay không muốn sẽ nở ở bên Việt Nam, sẽ bùng phát bên châu Âu, bên New York, California, Florida, Alaska mấy anh chị. Mọi nơi nó đều bùng rồi, bây giờ làm sao mà mình đi nổi mấy anh chị. Chắc chắn mình không cần phải đi như vậy. Đương nhiên cái mà mình muốn là gì mấy anh chị, lợi tức rất cao. Cái sự tăng trưởng nó phải đều đặn mấy anh chị, nó không thể nào vô 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 được. Cũng giống như mình có thể qualify tất cả các free trip, team elite trip. Một số mấy anh chị đạt được 6 tháng một lần cái success trip mấy anh chị. Và mỗi lần mà có success seminar, success summit hay là success Olympics ở Việt Nam hay là những cái kỳ convention hay là sắp tới này mình có cái kick off mấy anh chị ha. Mấy anh chị đều được bước lên sân khấu với cái niềm tự hào mấy anh chị. Vì không phải mình mà rất nhiều người khác đều đạt được cái sự thành công mong muốn. Cái đó nó mới là cái chuyện quan trọng mấy anh chị, chứ không phải mình. Thật ra mình cũng có cái số ở đây để một số mấy anh chị hội thoại hàng đêm thứ hai tới thứ sáu, 857-216-6700, cái code là 337-231, mấy anh chị nhớ điều đó mấy anh chị ha. Về cái quy trình tự động mấy anh chị, mình có cái sáu cái điều nó nằm ở trong cái cuốn này. Mình có gửi attach với lại cái file mấy anh chị vào webinar hôm nay, mấy anh chị có thể download xuống. Cái quy trình tự động mà mình gọi là cái daily automation process, mình hay gọi viết tắt mấy anh chị là DAP đó.
Nó gồm có 6 bước mà gì. Thứ nhất là cái video, xem video tại sao nên kinh doanh với NuSin mà gì ha. Dĩ nhiên là coi cái video đó 15 phút mà gì. Sau đó người ta cũng biết, muốn biết là cái sản phẩm đó là cái gì mà gì ha. Thời buổi này không ai thấy cái cơ hội được, người ta nhắm mắt nhắm mũi người ta làm đó mà gì. Mình nghĩ nếu mà có thì cái người đó hơi hiếm. Phần lớn người ta sẽ hỏi ngay sản phẩm anh là cái gì mà gì. Mình nên đưa cái video thứ nhì của Nu Skin mà gì ha. Mình không đặt ra, mình không chế ra cái video nào mà gì. Tất cả những cái video về sản phẩm nó phải từ công ty. Mình chỉ phụ đề tiếng Việt ở phía dưới mà gì. Công nghệ về sản phẩm về A-Slot. Sau đó cái video thứ ba mà gì. Nếu người ta chưa đủ yếu tố để quyết định thì mình có cái mô hình sao chép. Tức là tôi vào đây tôi làm gì, tôi mua cái gì, tôi được bao nhiêu nữa mà gì. Cái đó là cái quan trọng để mà mình có thể mình quyết định mà gì ha. Dĩ nhiên không phải ai vô nhắm mắt nhắm mũi người ta tin là người ta đăng ký nữa mà gì. Nếu mà những người đăng ký rất nhanh thì mình mấy chị phải coi chừng, là tại vì người ta sẽ bỏ rung rất nhanh. Nhưng mà người ta phải cặn kẽ mấy chị, biết được cái quy trình tự động hàng ngày nó làm cái gì. Để chút xíu mình sẽ nói về cái quy trình tự động hàng ngày. Và 7 việc cần phải làm trong vòng 30 ngày. Dĩ nhiên là cái 7 việc này là những người mà người ta đã vào rồi mấy chị. Thì người ta cần biết là tôi phải làm gì đó mỗi ngày. Thì làm 3 việc, 1, 2, 3 và đồng thời trong vòng 30 ngày đầu. Đây là những việc mà anh cần phải làm. Và đương nhiên bên cạnh đó mấy chị mời vào webinar hội thảo vào 30 phút hỏi đáp. Mấy anh chị nhìn vào 6 cái step này mấy chị. Mấy anh chị làm gì trong 6 step này? Thì câu trả lời là hình như mấy anh chị không làm gì hết mấy chị. Là tại vì những cái video này đã có sẵn. Những cái chương trình webinar, conference call đã có một số mấy anh chị leader là Blue Diamond, là Team Elite, là những người có kinh nghiệm phụ trách mỗi ngày. Mấy anh chị không cần phải làm. Thành ra mấy anh chị, đây mới gọi là cái automation. Automation ở đây nó không phải là mình bấm nút mà gì. Nhưng mà automation ở đây là anh chị không cần phải làm. Là tại vì cả thế giới mấy anh chị có người ở bất cứ nơi nào cứ đúng cái giờ đó gọi vào conference call. Mấy anh chị chỉ cần nhẹ nhàng gửi cái video và người ta xem video, người ta quyết định. Lý do tại sao mấy anh chị, nếu mấy anh chị nhớ ngay từ đầu mình có nói mấy anh chị ha. Cái behavior con người hiện nay người ta muốn xem và người ta tự quyết định mấy anh chị. Người ta không muốn nghe mấy anh chị nói. Thành ra mình có một cái video mà tối nay mình muốn trình bày với mấy anh chị. Đây là lần đầu tiên mình disclose, publicly announce là mình có cái website 4 cách tăng thu nhập .com. Lý do tại sao có cái 4 cách tăng thu nhập mấy anh chị? Vì mình nghĩ là cái tựa này nó làm cho người ta tò mò. Nếu mà mình nói network marketing thì chắc chắn người ta không muốn nghe ngay từ đầu. Mình nói một cách duy nhất để tăng thu nhập thì chắc chắn người ta sẽ không nghe. Mình nói bốn cách tăng thu nhập là tại vì cái này nó hợp với lại cái bài đầu tiên ấy vậy ha, trong cái kim tứ đồ thì mình nói về lý do tại sao mà mình phải xây dựng mạng lưới kinh doanh chứ không phải là chỉ để kinh doanh ấy. Thành ra đây là cái video 5 phút. Sau cái 5 phút đó mấy anh chị, ta sẽ nói là mời bạn xem tiếp cái video. Nếu mà anh chị đã quyết định thì liên lạc với người mời, còn nếu không đó thì xem tiếp cái video thứ nhì. Thì đây là cái video nó nói về lý do tại sao mình chọn network marketing, lý do tại sao mình chọn Nu Skin mình. Rồi sau đó nếu người ta quyết định thì người ta liên lạc với người mời, còn không mấy gì á, người ta bấm cái nút sau cùng để coi về cái sản phẩm. Thì mình nói về cái kỹ thuật A slot mình. For over 30 years, Nu Skin has asked this very question. Okay. Dĩ nhiên là sau cái video rồi đó thì mình nói về cái quy trình tự động hàng ngày. Nhưng vô tập hoàn, không ai có thể ngay lập tức giải tất cả mọi thứ. Vì vậy, khi bắt tay vào một công việc mới, anh chị hay có tâm lý e ngại. Xin lỗi, mình quay nghĩa là trước cái này mấy anh chị. Nếu mấy anh chị quay cái bốn cách tăng thu nhập thì nó có cái mô hình sao chép mấy anh chị ha. Sau cái mô hình sao chép đó thì mới nói với cái này, cái quy trình tự động hàng ngày. Quy trình tự động hàng ngày xong rồi mấy anh chị. Thì mình sẽ có cái DMO. Thiệt ra đó cái DMO này mấy anh chị, nó là cái đoạn chót. Mấy anh chị coi cái video 4 cách tăng thu nhập .com tối hôm nay đó thì cái đoạn chót nó chưa có. Nhưng mà mình đang thực hiện mấy anh chị, trong cái version sắp tới đó thì mình sẽ xuất hiện ở cái đoạn chót mấy anh chị ha. Và mình sẽ nói là nhà tôi là Đinh Nguyễn, Team Elite với Nu Skin hiện đang cư ngụ ở North Carolina và đã bắt đầu kinh doanh với Nu Skin từ năm 2009. Nếu anh chị xem đã xem đến đây thì chắc hẳn anh chị rất quan tâm và muốn hợp tác kinh doanh với Nu Skin. Để bắt đầu, tất nhiên anh chị cần liên hệ với người đã gửi những video này cho mình để hoàn tất thủ tục online, và họ anh chị không cần phải đóng lệ phí nào.
Tuy nhiên ngay sau đó anh chị sẽ gặp phải câu trả lời, một câu hỏi rất quan trọng, đó là bây giờ tôi phải làm gì? Câu trả lời rất đơn giản, mỗi ngày anh chị chỉ cần làm 3 việc sau. Thứ nhất, sử dụng sản phẩm của Nu Skin và ghi nhận sự khác biệt. Cái thứ hai là gì? Kết nối và chia sẻ những video clip mà anh chị vừa xem cho bạn bè. Và cái thứ ba, tham dự và nhắc nhở mọi người tham dự Conference Call lúc 10 giờ đêm giờ miền Đông. Sau hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực Network Marketing, tôi nhận ra rằng lý do thất bại phổ biến nhất là nhà phân phối nói quá nhiều, trong khi chưa đủ thông tin, kiến thức và kinh nghiệm. Hậu quả là người đó cung cấp thiếu thông tin, nói sai sự thật và không giải đáp được những thắc mắc của người khác. Các video clip anh chị vừa xem có nhiệm vụ giới thiệu về công việc Nu Skin, kinh doanh với Nu Skin, còn Conference Call vào lúc 10 giờ đêm sẽ do một nhóm nhà phân phối nhiều kinh nghiệm phụ trách, có nhiệm vụ giải đáp thắc mắc của tất cả mọi người. Ngay cả khi vừa mới bắt đầu và còn đang trong cái quá trình học hỏi, anh chị vẫn có thể có khách hàng và tuyển dụng được người mới bằng cách chia sẻ video và mời người ta vào Conference Call. Với công cụ giúp tiếp cận nhanh chóng và sự hỗ trợ trực tiếp từ nhiều người có kinh nghiệm, anh chị càng quyết định sớm thì càng nhanh đạt kết quả trong việc kinh doanh với Nu Skin. Chúc anh chị thành công. Ok anh chị ha. Đó là cái mà mình sẽ nói sau cùng anh chị. Cái mà nó gọi là cái call for action. Nó giúp cho người ta quyết định anh chị. Dĩ nhiên là cái đoạn đó hiện nay là mình chưa chưa làm anh chị, cái version tới thì mình sẽ có cái đó. Nhưng mà sao anh chị? Nguyên cả một cái chuỗi 5 cái video này mấy anh chị không cần phải follow up nữa. Vì mình lại phải sợ mấy anh chị lại phải follow up rồi mấy anh chị lại phải mở máy nói mà. Và nó lại lòi ra những cái mà mình không muốn cho người khác nghe. Thành ra mình sẽ không cho mấy anh chị follow up. Thành ra khi mà người ta nghe một cái đoạn mấy anh chị ha, trong một nửa phần đầu nó không có cái nút ở phía dưới. Chỉ nửa phần sau thì nó có cái nút ở phía dưới để mà anh chị có thể bấm và coi cái video tiếp mà. Và mình hy vọng dĩ nhiên cái video này ra gửi cho 10 người, không phải 10 người gia nhập đó mà anh chị. Nhưng mà ít nhất cái video này nó sàng lọc để coi ai là người có cái quan tâm. Và mấy anh chị chỉ nên tập trung vào những người đó. Có những người không coi thì khỏi mất thời gian mà anh chị. Mấy anh chị nói về sản phẩm. Hay là có nhiều người, người ta coi xong người ta nói cái gì đó, người ta chê hay cái gì đó thì cũng sao mấy anh chị ha. 10 người chín người 10 ý mình chị, không phải cái gì mình thích người ta cũng thích. Nhưng mà dùng cái video này để sàng lọc và nó nói giùm mấy anh chị, đồng thời nó gửi một cái thông điệp rất rõ cho người đối diện, đó là à, những cái này nó đã có sẵn rồi, anh không cần làm gì nhiều. Cái đó là cái mình muốn anh chị. Thành ra mình nói cái cuối cùng anh chị ha, về cái daily method of operation, mình gọi tắt nó là DMO anh chị. Có thể một số mấy anh chị cũng cần phải nhớ mấy cái chữ tiếng Anh này vừa cho nó rườm rà nè. Chỉ cần nhớ một chuyện mấy anh chị nè. Hiện nay, cái câu mà một số mấy anh chị sợ nhất phải trả lời đó là mỗi ngày em phải làm gì? Nếu mà có người trong đội nhóm anh chị hỏi anh chị. Mình đã chứng kiến nhiều anh chị ua hay là mấy anh chị nói mỗi lúc mỗi khác mấy anh chị. Vì mấy anh chị nói tùy theo hoàn cảnh của mỗi người. Nếu mà mình nói tùy theo hoàn cảnh của mỗi người đó thì chắc chắn cái sự sao chép nó sẽ không có mà gì. Thành ra ở đây đó, có thể lâu nay đội nhóm của mấy anh chị có thể lớn nhưng mà không mạnh. Có người nhưng mà không có kết quả. Rất bận rộn nhưng mà chẳng có kết quả gì nhiều mà gì. Là tại vì hình như đội nhóm của mình mỗi ngày và ngay cả cá nhân mấy anh chị mỗi ngày vẫn không biết mình phải làm gì. Mấy anh chị bận rộn check email, mấy anh chị bận rộn check Facebook, viết cái comment gì đó và ngồi mình đếm suốt cả ngày qua thử bao nhiêu người bấm cái like mấy anh chị, để qua thử bao nhiêu người thích mình. Và mấy anh chị rất bận làm những cái chuyện như vậy. Hay mấy anh chị nói chuyện với một ai đó mà vậy, hay là phần lớn mình bị phân tâm vào những cái việc. Tại vì sao mấy anh chị? Mình đang sống trong một thời đại mà mình bị phân tâm quá nhiều mấy anh chị. Mỗi ngày mình check message trên 100 lần, nhìn vào cái cell phone mấy anh chị. Và những cái đó nó làm mình bị distract. Thực tế ra mấy anh chị, sở dĩ mà đội nhóm của mấy anh chị không phát triển, kinh doanh mấy anh chị không phát triển, mấy anh chị loay hoay, mấy anh chị dậm chân tại chỗ, là tại vì hình như mỗi người vẫn không biết mình làm gì mỗi ngày. Thật ra đây là cái điều mà mình muốn chia sẻ với mấy anh chị. Mỗi ngày mình đề nghị tất cả mấy anh chị hiện nay mấy anh chị, mình chỉ làm đơn giản thôi. 1, 2, 3. Một là gì mấy anh chị?
dùng 100% sản phẩm của Nu Skin và ghi nhận sự khác biệt. Mình phải dùng sản phẩm của Nu Skin mấy anh chị. Cái mức độ thành công của mấy anh chị nó tỷ lệ thuận với cái số lượng sản phẩm mấy anh chị dùng. Mấy anh chị phải dùng nhiều hơn mấy anh chị. Cái gì mà Nu Skin có, nếu có điều kiện mấy anh chị dùng. Tại vì đang trong nhà đằng nào mình cũng có nhu cầu mà mấy anh chị. Và mấy anh chị phải ghi nhận nha. Tức là cái team của người Korea, team của người Nhật mấy anh chị. Người ta đi đâu, người ta cầm cái cuốn album, người ta chụp cái hình before and after. Và người ta dùng những cái hình nó như những cái bài thuyết trình mấy anh chị. Và người ta không nói. Mấy anh chị ha. Còn mình thì sao mấy anh chị? Mình ra ngoài mình nói, trời ơi đất ơi, mình nói huyên thuyên mấy anh chị. Và người ta nhìn ngay cái mặt của mình hình như mình không có gì thay đổi. Mình cứ lo làm demo cho người khác, mình quên mất là cái người cần làm demo là chính bản thân mấy anh em mình mấy anh chị. Thì mình lại không làm. Lý do tại sao người nhà không tin là tại vì người ta nhìn mình hầu như không có gì thay đổi mấy anh chị. Thành ra ở đây mấy anh chị là dùng 100% sản phẩm của Nuxin và ghi nhận sự khác biệt. Dùng A-Slot giúp này phải chụp hình ngay mấy anh chị. Dùng Vitality mấy anh chị phải theo dõi rất sát và quay video giữ những cái hình ảnh, phải scan tất cả những người thân mấy anh chị, cứ mỗi 6 tháng phải scan ít nhất một lần mấy anh chị, nếu mà không nói là 90 ngày, mỗi 3 tháng là scan, mỗi 3 tháng là scan, mỗi 3 tháng là scan mấy anh chị. Để mà mình ghi nhận cái sự khác biệt. Cái thứ hai mấy anh chị nè. Tức là kết nối và chia sẻ video clip cho ít nhất là 5 người mỗi ngày. Mỗi ngày mấy anh chị chia sẻ. Đơn giản mấy anh chị, chút xíu mình sẽ nói với mấy anh chị về cái cách gửi tag. Mỗi ngày chỉ đơn giản mấy anh chị gửi cho bạn bè tax mà vậy ha. À, sao chị Hoa, em vừa mới biết chuyện này rất hay, nếu mà chị thích thì bữa nào em chia sẻ với chị. Thì tự nhiên chị Hoa sẽ nói, ủa gì đó em nói đi nói cho rồi chứ còn chờ vài bữa gì nữa. Thì mấy anh chị chỉ nhẹ nhàng, em thấy cái này hay quá. www.4cachtangthunhap.com chị xem đi, cái này em thấy quá hay. Vậy thôi mấy anh chị cô quen mọi người kết nối trên Facebook. Tôi không có quen ai ở Ba Linh nhưng mà mạo muội làm quen với chị ở Ba Linh là tại vì mình muốn phát triển cái kinh doanh mình qua bên đó. Nếu mà chị có quen ai đang đi làm nhưng mà muốn có cái công việc làm nhẹ nhàng làm ở nhà này, thì có gì chị cho hay. Mình nói một cách gián tiếp mà chị tự nhiên người ta hỏi ủa cái đó là cái gì vậy mấy chị? www.4cachtangthunhap.com cứ vậy mà gửi mấy chị. Hỏi indirectly một cách anh chị cứ đều đặn mỗi ngày 5 người mấy chị ha. Mỗi ngày đều đặn 5 người mấy chị và buổi tối cái thứ ba mấy chị này. Cứ đúng 10 giờ đêm giờ miền Đông, 7 giờ giờ California mọi người tham dự cái conference call mấy chị. Và mấy anh chị tham dự và đồng thời kêu gọi mọi người trong đội nhóm của mình tham dự conference call. Lý do tại sao mấy chị? Là tại vì cái conference call nó motivate, nó chỉnh sửa cái hướng đi mấy anh chị, nó chia sẻ, nó cổ động, đó là cái hệ thống tưới nước mỗi ngày mấy anh chị ha. Cứ đúng cái 10 giờ đêm là sạch cái hệ thống tưới nước mấy anh chị. Đó là lý do tại sao mấy anh chị có đội nhóm nó nằm khắp mọi nơi nhưng mà đúng cái giờ đó là cái hệ thống tưới nước, hệ thống nó băng bó vết thương cho một số mấy anh em mình bị thương tích và đồng thời nó cổ vũ khích lệ tinh thần, chia sẻ những cái câu chuyện mấy anh chị. Cũng giống như một số mấy anh chị có thể bị lung lạc tinh thần hay là như thế nào đó mấy anh chị. Những cái chương trình conference call nó là những cái nơi để mà mình có thêm cái kiến thức, mình có thêm cái kinh nghiệm, mình chia sẻ và đồng thời mình động viên không những chính bản thân mình và cả cái đội nhóm của mình mấy anh chị. Dĩ nhiên bên cạnh đó một số mấy anh chị có cái đội nhóm lớn, mấy anh chị có cái conference call riêng. Nhưng mà sao mấy anh chị? Nếu mỗi ngày mỗi người chỉ làm đơn giản mấy anh chị 1 2 3. Có người mới vào nói bây giờ tham vừa mới gia nhập xong rồi bây giờ em phải làm gì anh hai, thì anh hai chỉ cần nói một câu 1 2 3. Ủa vậy chỉ làm 1 2 3 vậy thôi anh? Đúng, 1 2 3. Ủa ngoài 1 2 3 này có cái gì khác mà không? Còn có hả? Nó cũng có 3 2 1. Tức là chỉ 1 2 3 hay là 3 2 1 hay là 1 3 2 hay là gì đó mà gì. Nhưng mà đây là ba việc cần phải làm mỗi ngày. Và nếu mọi người đều làm đều đặn như vậy mỗi ngày, mình chỉ thấy cái sức mạnh đó. Người ta có một cái câu chuyện đó gì, 1.000 người đi qua một cái cầu, trọng tải của nó là 1.000 người đó gì, và 2-3 chiếc xe tải đi ngang qua nó không sao đó. Nhưng mà một ngày nọ chỉ có 100 người, cái đoàn quân chỉ có 100 người, người ta đang diễn hành, người ta đang tập diễn hành bên chị, người ta đi ngang qua cái cầu và cái cầu nó sập. Và một cách khoa học mấy chị, người ta chứng minh là khi mà 100 cái chân mấy chị nó đập xuống, nó dụng xuống dưới mặt đường cùng một lần đấy,
cái đó nó tạo nên một cái lực rất lớn mà nhỉ, và khiến cái cầu nó sập. Ở đây mình muốn nói điều này mà nhỉ, một hai ba rất đơn giản, nhưng mà nếu nhiều người đều làm một hai ba mỗi ngày, cái đó nó là cái sức mạnh mà nhỉ. Cũng giống như một số anh chị leader đang nghe chương trình webinar hôm nay, leader là anh chị có khả năng cổ động nhiều người làm những chuyện đơn giản mỗi ngày trong vòng một thời gian dài. Cũng giống như nói một cách khác là gì, sự thành công lớn của mấy anh chị nằm ở chỗ là nếu đội nhóm của mình làm một hai ba mỗi ngày đều đặn trong vòng một thời gian dài anh chị. Người thành công là người làm những chuyện đơn giản liên tục mỗi ngày trong một thời gian dài, chứ người ta không làm cái gì nó cao siêu mấy gì. Cái sức mạnh của đội ở China, cái sức mạnh của đội nhóm, sức mạnh của Su Đông, nếu sức mạnh của nhiều nhiều người star, superstar của Nu Xin mấy gì, là người ta có khả năng để điều động cả cái đội nhóm của người ta làm những việc rất đơn giản đều đặn mỗi ngày trong một thời gian dài. Rồi mình mong là một số mấy anh chị hiểu được cái ý và lý do tại sao từ hồi nào tới giờ mấy anh chị chưa đạt được cái kết quả, là tại vì mình không có cái DMO này mấy anh chị. Ở trong cái business, một số mấy anh chị mà học về MBA đó, mấy anh chị sẽ thấy rõ là cái daily method of operation nó là cái rất cần thiết mấy anh chị. Mỗi ngày tôi phải làm cái gì, nhất là mình có một cái đạo quân tình nguyện viên mấy anh chị ha, người ta muốn làm gì người ta làm mấy anh chị, trong đó có cái tự do là không làm gì hết. Nhưng mà nếu mỗi người thay vì làm mỗi kiểu thì chỉ làm một hai ba, một hai ba mấy anh chị, một hai ba mấy anh chị, nhắc nhở mọi người mỗi ngày mấy anh chị, một hai ba. Đương nhiên là tại sao một hai ba mấy anh chị, mình nghĩ là cái này là cái đơn giản nhất, mình muốn một hai nữa mấy anh chị, nó giống như đi diễn hành đó. Một hai cho nó gọn mấy anh chị ha. Một thì nó giống như nhảy lò cò, mình nghĩ ít nhất là hai. Hiện nay thì có ba, mình chưa biết bỏ cái nào nữa đây mấy anh chị. Nhưng mà nếu mỗi ngày đều đặn một hai ba, một hai ba, một hai ba mấy anh chị, thì mình hy vọng là cái kết quả nó sẽ tới rất lớn. Mình muốn nói thêm về cái texting mấy anh chị ha. Cái con số này vừa mới tìm ra đó mấy anh chị. Average number of text sent and received per month. Người ta nói hiện nay là mỗi ngày trung bình một cái người trẻ gửi trên 100 cái text. Trong khi nói qua điện thoại thì hình như không nói câu nào. Nếu mấy anh chị để ý thì hình như dạo này một số mấy anh chị có con ở trong cái tuổi vị thành niên thì hình như mình nói chuyện với con là bằng qua gửi text. Con người hiện nay không muốn nói chuyện, chỉ muốn gửi text là gì. Thành ra hôm nào đó thì mình sẽ có những cái training để hướng dẫn cho một số mấy anh chị. Nhưng mà trong thời gian vừa rồi mấy anh chị, một số mấy anh em mình gửi cái text để đưa cái video này ra ngoài và được cái kết quả rất cao. Một số mấy anh chị đang có Islock Youth, mấy anh chị chỉ đơn giản gửi cái text mấy anh chị, gửi cho những người nào mà thật sự người ta thương yêu mình mấy anh chị ha, chứ mấy anh chị đừng có gửi cho bạn vừa mới quen mấy anh chị, nó không phải vậy, cái mục đích nó không phải vậy mấy anh chị. Ví dụ như một số mấy anh chị có gửi cho ông anh họ đi, anh Toản ví dụ vậy, mình nói anh Toản em vừa mới làm business, anh Toản giúp em nha, gửi cái tác đầu tiên mấy chị ha, anh Toản sẽ tác lại gì đó em. Thì mấy anh chị nói này, em đang chọn 10 người dùng sản phẩm trong vòng 30 ngày và cho em biết cái kết quả, vì đây là một cái sản phẩm rất độc đáo của công ty của em, nó giúp cho con người có được cái sức khỏe và đồng thời phòng chống được bệnh tật. Anh dùng chỉ dùng 30 ngày thôi và cho em biết kết quả, anh Toản giúp em nha. Thì tự nhiên anh Toản sẽ nói ngay mấy chị, được, bây giờ phải làm như thế nào, thì mấy chị sẽ gửi thêm cái tắt nữa mấy chị ha. Đây là cái sản phẩm anh mua của công ty, em không có đây bán lại, hay là nếu mấy anh chị có thì ngày mai gán được mấy chị, và mấy anh chị bán mấy chị nha, mấy anh chị đừng có cho, mấy anh chị cho người ta sẽ không muốn đâu. Mấy anh chị cứ gửi cái tắt rõ, cái lọ như vậy dùng 30 ngày nó là 150, chiều mai em ghé nha, anh để sẵn tiền đó nha. Cho chắc ăn mấy anh chị. Mấy anh chị có thể làm chuyện đó đều đặn. Lý do tại sao mình dùng cái đó mấy anh chị, là tại vì trong tương lai cái chương trình này là cho một số mấy anh chị vừa mới vào, nó khi mà mình mua cái package nó nhỉ, ví dụ như mua cái package 500 hay là 1.000 điểm, thì một số mấy anh chị biết là tâm lý người mới vào khi người ta mua cái package, người ta muốn lấy lại vốn mấy anh chị. Thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà người ta có sản phẩm, có nhiều người dùng rồi mấy anh chị, tự nhiên người ta có cái tự tin mấy anh chị. Và đặc biệt là những người quen trong gia đình rất khó nói. Và đây là cái cách dễ nhất để những người quen trong gia đình dùng 30 ngày, nhưng mà mình tin mấy anh chị, với cái slot giúp người ta sẽ dùng thêm. Hy vọng là như vậy mấy anh chị, mình có cái hy vọng rất lớn.
và khi người ta dùng thêm á gì thì tự nhiên mình có cái lượng khách hàng ADR, mình thấy thân nhân của mình có kết quả, mình thu thập những cái câu chuyện đó, mình ra ngoài mình chia sẻ với nhiều người khác mà chị, và những người thân trong gia đình của mình, người ta sẽ làm business với mình, và không có cái niềm vui nào nó lớn hơn là những người trong gia đình mình, thứ nhất người ta có sức khỏe mà chị, và cái thứ hai người ta làm business với mình. Từ trước tới giờ mấy anh em mình làm business với người dân, còn người gia đình hình như người ta nhìn mấy anh chị vất vả chạy ngược chạy xuôi chẳng ai muốn làm hết chị. Nhưng mà đây là một cái cách, hay là thậm chí người trong gia đình không bao giờ dùng sản phẩm hết vậy á, vì người ta nhìn người ta thấy mình nói như thế nào đó nó giống như cái này là thuốc tiên và chẳng ai tin hết vậy. Nhưng mà đây là cái cơ hội để mấy anh chị có thể dịp làm việc chung với người gia trong trong gia đình, và mấy anh chị phải tận dụng cái texting mấy anh chị, gửi text nó hiệu quả mấy anh chị và nó rất độc đáo này. Cái hình mấy anh chị thấy trên màn hình, dĩ nhiên là cho một số mấy anh chị gia nhập rồi, đây mình sẽ có một cái bài riêng và mình cũng đã có trên YouTube mình chỉ 7 việc cần phải làm trong vòng 30 ngày đầu này. Mấy cái này là mấy anh chị có thể làm được. Mình sẽ có một cái buổi riêng nói với mấy anh chị về cái vấn đề tập trung vào cái circle group. Khi mà mình giải quyết được cái khâu recruiting, khi mà giải quyết được cái khâu là mấy anh chị tập trung vào vấn đề làm sao mình tạo cái massive duplication mấy anh chị ha. Mình đề nghị với mấy anh chị là nên nâng cái tiêu chuẩn của cái circle group này. Circle group mình phải lớn. Thành ra đó, mình phát động cái chiến dịch 90 ngày tốc chiến tuần trước ở Provo, một số mấy anh chị nếu mà chị tham gia, dĩ nhiên cái này nó ưu tiên cho một số mấy anh chị đã làm lâu rồi mấy anh chị, nhưng mà một số mấy anh chị mới cũng có thể làm được. Mình tin rằng trong vòng 90 ngày mình có thể thay đổi được cuộc đời của mình bằng cách mấy anh chị tập trung, và đừng làm một mình mấy anh chị, mình có team up 5 người 5 người 5 người vào từng một cái tổ đó. Mấy anh chị nên team up là tại vì 5 người đó gọi điện thoại nhau mỗi ngày, mình cổ động nhau mấy anh chị. Nhưng mà cái mục tiêu mấy anh chị là mình chỉ muốn đưa ra cái mục tiêu tối thiểu là tháng 12 mấy anh chị tập trung làm sao từ mình trở xuống trong cái circle group của mình mấy anh chị, những người chưa phải là executive 10 recruit mấy anh chị ha, trong đó có 5 cái LOI và cái điểm nó phải là 10.000. Tháng 1 mấy anh chị mình double cái số đó, rồi tháng 2 mấy anh chị mình tăng lên 30 recruit. Cái circle group nó phải mạnh mấy anh chị. Mình đề nghị với tất cả một số mấy anh chị đang là executive hiện nay đang nghe cái chương trình webinar này mấy anh chị, mấy anh chị đừng vội lo lắng và mình manage cái đội nhóm của mình, vì mình thấy hình như thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba nó nở ra lung tung nó khắp mọi nơi đó, mà mình dễ bị có cái ảo tưởng mà gì là cái team của mình nó lớn quá, nó phát triển, nó cần mình mà gì. Thật ra bao nhiêu năm mà gì mình thấy là mình chạy theo một cái gì đó mà mình quên mất rằng cái mà mình cần phát triển là cái circle group. Cũng giống như mấy anh chị bận rộn làm demo cho người khác mà quên mất là cái người cần làm demo là mình. Thành ra cái circle group là cái mà anh chị phải tập trung anh chị. Làm sao để cứ mỗi 3 tháng mỗi anh chị tạo ra một executive mạnh thì lợi tức của mấy anh chị tăng gấp đôi trong vòng 90 ngày. Chắc chắn mấy anh chị muốn mà vậy ha. Không biết mấy anh chị có muốn tăng lợi tức của mình mỗi 3 tháng không mấy anh chị? Nếu câu trả lời là yes, mấy anh chị nên tập trung vào cái circle group. Cha mẹ suy dinh dưỡng, đẻ con sẽ suy dinh dưỡng mà gì? Mình 3.000 thì đẻ con nó sẽ 2.900 điểm mỗi tháng. Mình phải lớn mà chị, đặc biệt là tận dụng cái leadership bonus pool hiện nay của công ty. Lợi tức của mấy anh chị sẽ tăng rất nhanh. Nó nằm ở cái bonus pool mà chị. Cái điều đó rõ ràng là cái chính sách của công ty nó khuyến khích mình phải tập trung vào vấn đề tuyển dụng mà chị. Nhưng mà lâu nay mình tuyển dụng bằng miệng, mình ra ngoài mình nói quá nhiều, thành ra cái số lượng recruit rất yếu mà gì. Mình có thể vào back office mình in cái report nó ra và mình thấy hầu hết những leader của mình trong những tháng vừa rồi cái số lượng tuyển dụng là số không mà gì. Nhưng mà lúc nào mình cũng có cảm giác là đội nhóm của mình nó quá mạnh quá lớn mà gì ha, hô hào đứng lên sân khấu hò hét lung tung mà gì, trong khi cái ruột là rỗng. Mình có thể nói mà gì, mình xin lỗi, có đôi lúc mà gì mấy anh chị nên nhìn nhận là sự thật. Hiện nay mấy anh chị, mình đang bị cái bubble, cái hào nhoáng mấy anh chị. Mình đề nghị với mấy anh chị nên coi lại. Là tại vì mình đang có cái A-slot yield nó sắp ra vào tháng 3 mấy anh chị. Điều đó không phải là mấy anh em mình dở đâu. Mình chỉ thấy là cái đội nhóm của mình nó phát triển nhanh quá và mấy anh chị chưa kịp chuẩn bị. Và mấy anh chị bị cuốn hút vào trong cái management mode. Mình ở cái mức độ mình quản lý mấy anh chị.
mình có cảm giác là team của mình nó mạnh, nó lớn mà gì, nhưng mà nó không mạnh nó gì. Thành ra điều ở đây mà nhìn nè, tất cả những điều gì mình chia sẻ với mấy chị hôm nay là nhằm chuẩn bị cho cái tháng 3 khi mà cái Ace Lock nó ra đời. Mình tin là với cái Ace Lock là gì, cái cơ hội của mấy anh em mình, cơ hội cho cộng đồng người Việt Nam nó nằm ngay ở tháng 3. Nhưng mà mình không chờ vào tháng 3 mà chị, mình phải làm gì trong tháng 12, tháng 1 và tháng 2 trước đó. Cái ngày 24 tây tháng 3 khi Ace Lock được public ra ngoài mấy chị, ngày đó là đã xong rồi, chứ không phải mới bắt đầu mấy chị. Thật là cái cơ hội cho một số mấy anh chị, có thể mấy anh chị vừa mới vào, đây là cơ hội của mấy anh chị ngay vào lúc này mấy chị. Khi mấy anh chị còn cái thời gian 90 ngày nữa trước khi cái Ace Lock nó ra đời, mình tin là 10 năm nữa, 20 năm nữa mình vẫn nói tới Ace Lock mấy chị. Đó là một cái sản phẩm độc đáo, đó là một cái sản phẩm mà mình gọi là cái building product, nó giúp cho mình đạt được cái mục tiêu mà gì. Thành ra có thể nói trong năm 2016 mà gì, cái title, cái tiêu đề, cái tập trung của mình trong năm 2016 là The Year of Massive Duplication mà gì. Mình muốn chấm dứt với cái slide này để một số mấy anh chị tối hôm nay đi ngủ với một cái câu thôi mà gì. Năm 2016, mình sắp bước vào năm 2016, và năm 2016 nó phải là một cái năm về massive duplication mà gì. Massive duplication nó chỉ xảy ra nếu ngay từ bây giờ mấy anh chị tập trung vào cái automation, vào 1, 2, 3, 1, 2, 3, nhắc nhở mọi người là 1, 2, 3, làm ơn đừng nói mấy anh chị, làm sao mà mấy anh chị phải 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 kềm chế cái miệng của mình lại mấy anh chị, làm sao mà phải học làm thinh, chứ không phải học nói mấy anh chị. Học làm sao để có thể tận dụng những cái video để mình có thể mình sàng lọc cho nó nhanh mấy anh chị, để khỏi mình mất thời gian với những người mà người ta không làm. Và đồng thời cái video nó giúp cho người khác quyết định rất nhanh mấy anh chị ha. Và những người mà người ta quyết định rất nhanh thì người ta sẽ turn around và người ta nói với người khác rất nhanh mấy anh chị. Làm sao mà help people make a decision faster và đồng thời see more people faster, đó là hai cái chủ trương mà cái mục tiêu nó nằm ở chỗ đó mấy anh chị. Làm sao mấy anh chị gửi video ra và người ta nói câu này mấy anh chị nè. À, cái business nó đơn giản quá ha. Sao từ nào tới giờ mình không biết vậy ta? Cái đó là cái thứ nhất mấy anh chị. Câu thứ hai mấy anh chị nè. À, tôi nghĩ cái này tôi làm được. Và cái thứ ba mấy anh chị, tôi sẽ làm ngay hôm nay. Nếu mấy anh chị gửi cái video hay làm cái gì đó mà người ta nói ba câu đó mấy anh chị, vì tại vì lâu nay người ta nói ô cha, anh càng nói tôi càng không hiểu, tôi muốn hình như anh dẫn tôi vào cái ma trận. Người ta không hiểu mình nói gì luôn mấy anh chị, không hiểu tiền ở đâu ra nữa mấy anh chị, mà lúc nào mình cũng nói tiền triệu. Và cái thứ hai mấy anh chị, à, không biết tôi có làm cái này được không, tại vì hiện nay tôi đang bận. Vì khi mà người ta không nghĩ người ta làm thì chắc chắn người ta có người cảnh năm sau mới quyết định mà gì. Thành ra mình xin lặp lại mấy chị ha, tất cả những chuyện mình làm nó nhắm vào cái người prospect, cái người đối diện với mình có ba ba câu mấy chị. À, đơn giản quá, tôi hiểu rồi. Cái thứ hai mấy chị, cái này tôi nghĩ là tôi làm được. Và cái thứ ba, tôi làm liền của hôm nay. Nếu mình để cho người đối diện mình nói được ba câu đó thì mình đã thắng lớn, và đồng thời đây mới chính là cái massive duplication mà chị ha. Thành ra mình xin chấm dứt cái buổi hôm nay đó. Mình có một số mấy anh chị có testimonial để một số mấy anh chị có thể chia sẻ là trong cái thời gian vừa rồi này, chỉ trong vòng một tuần vừa rồi thôi, một số mấy anh chị đã có kết quả này. Thành ra để mình mở cái line này, có thể là một số mấy anh chị bấm mình mở cho Quế, không biết là có Quế Nguyễn không em, Blue Diamond Quế Nguyễn có mặt ở trên, hay là mình mở cái line này cho Tài, không biết là Tài tối nay có nói được không Tài ha. Anh inmail Tài cái chat. Hello Tài. Tài với một số mấy anh chị có thể chia sẻ về một vài cái kết quả này trong cái thời gian vừa rồi khi mấy anh chị bắt đầu ứng dụng cái mô hình tự động này. Hello Tài ơi. Tài Lê Seattle. À, có thể là Tài vẫn còn mail Tài ơi. Tài in mail cái form. À, mình có một số mấy anh chị, à, một số mấy anh chị muốn chia sẻ là trong thời gian vừa rồi mấy anh chị có ứng dụng này và có kết quả này. Mình muốn mấy anh chị bấm vào cái dấu bàn tay hoặc là mấy anh chị viết vào phía dưới mấy chữ. Thắng Thắng có thể coi giùm anh, Thắng mở cái line đó. Một số mấy anh chị nào đang đang nghe, có thể một số mấy anh chị đang ở Việt Nam, à, đương nhiên thì trong thời gian vừa rồi một số mấy anh chị ở Mỹ là dùng nhiều nhé. Mình có Đức Hà, không biết là Hồng Đức, à, để coi
Mình có tới mấy Đức ở đây, mình không biết có phải là Đức Nguyễn ở đây không? Anh Inmiu Đức, hello Đức ơi, không biết Đức Nguyễn đây có phải là Hồng Đức không biết? Dạ, anh Điên nghe em hơn anh Điên. Nghe 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 rồi. Anh có nghe Hồng Đức nói là gửi cái tax, để Hồng Đức kể sơ cái câu chuyện là cái lợi hại của cái gửi message nó như thế nào rồi Đức hả? Dạ, cũng như em cũng chia sẻ trên kho là em cũng ít đi ra ngoài, em cũng ít đi ra ngoài, em không có quen biết nhiều, thành ra đa phần là em cái mối quan hệ em dựa trên cái Facebook với cái text message thôi. Thì thường là em lưu rất là nhiều số trong cái phone của em mà em không biết ai là ai hết. Thì nhân dịp lễ hay gì đó thì em ưa gửi message để em chúc. Thì em ở đây thì không có người thân, thành ra em không để gửi, mà giống như anh Điên nói là để gửi như vậy cho người thân đó, thì em không có người thân, thành ra em phải làm em tạo mối quan hệ trước. Thì em gửi như cái dịp Thanksgiving vừa rồi đó, thì em gửi ra hết ra trong những cái phone, những cái danh sách trong cái phone của em của mấy trăm người đó. Mà nhiều khi em lưu vậy chứ em không biết ai người ta là ai, thì em làm cái thiệp chúc có hình gia đình em để người ta biết em là ai, rồi rồi người ta khi mà người ta trả lời lại á, thì em nói qua nó thép qua thép lại vài câu hỏi thăm, xong rồi em mới đưa cái thép của anh Điên vô, thì mới thép qua thép lại. Thì hôm nay em cũng hơi bận nên thành ra em thép qua thép lại 5 người, thì trong đó có 2 người đọc nhưng mà không trả lời, có 3 người á. Thì khi mà em thấy cái câu của anh Điên là em có cái này cần chỉ có cái này cần em giúp cái này kia kia nọ, nhưng mà tại vì mối quan hệ này không phải là thân, thành ra nhiều khi người ta chỉ biết em trên Facebook thôi, thành ra em phải mở ngoặc em nói thêm là không phải mượn tiền đâu nha. Thì em cũng nói vui vậy đó. Thì xong rồi là sau cái thép đầu tiên của em có người, thì cái thép thứ hai người ta mới mới gọi, còn các người có thép đầu tiên là em nói em có cái này cần giúp là người ta gọi liền. Người ta gọi liền thì em nói về cái I love you đó, thì ba người là rất là excited, ba người là làm là lấy hẹn rồi lại tiệm em là lấy liền một người á, thì lấy 3 hũ, một người lấy 2 hũ, một người á thì rất là thích, nhưng mà người ta nói là người ta bị ưa bị dị ứng với viên con nhộng á, thuốc mà dạng viên con nhộng thì ta uống vô thì nó không có tiêu hóa được, nó đi ra nguyên vậy đó. Thì ra thì cũng em của người đó mới mua rồi để cho si uống thử, rồi nếu được thì cả gia đình đều mua. Thì nói chung là cái thép rất là lợi hại, mấy năm nay nhân dịp mấy mùa lễ này kia em tạo mối quan hệ bằng cách em gửi message vậy đó thì rất là hiệu quả. Ok, thì nói hy chung vọng là cái biết người cho đó, em là dạ người sử dụng sản phẩm sau 1 tháng người ta sẽ dùng thêm, rồi có kết quả người ta sẽ chia sẻ với nhiều người khác, thì cái lợi tức của mình nó nằm ở cái mạng lưới của những người khách hàng trung thành dùng sản phẩm mỗi ngày, đúng không? Và cái này là cũng phải có Đức nữa, sau này là Đức có những người mới đó, và khi người ta làm có kết quả thì người ta có cái tinh thần, người ta tự tin hơn. Chứ còn nếu mà ngày nào mình cũng nhìn thấy cái sản phẩm của mình nó nằm trong buồng tắm, nó chưa mở hộp ra đó, cái đó nó làm cho người ta mất cái năng lượng. Thành ra đó là mà một trong những anh đi biết người ta tin em là tại vì người ta thấy em quá trời khác biệt luôn. Mấy cái hình em post lên Facebook người ta nói trời ơi, những người mà đó là ít khi nào em gặp lắm, thấy trên Facebook là nhiều chứ ít khi nào gặp ở ngoài, có khi mấy năm trời không gặp luôn á, mặc dù ở Oklahoma, nhưng mà người ta thấy người ta nói trời ơi trẻ gì mà trẻ quá trời trẻ luôn. Xong tao mới lấy hẹn lại tiệm em, tao nói wow trẻ còn hơn trên hình nữa. Thành ra không ta lợi, mục đích là người ta lấy em lớp giúp, nhưng mà người ta thấy em trưng bày sản phẩm em lại bán thêm một mớ sản phẩm khác nữa. Thành Ok, ra dạ chị Đức ở đây mà chị là cũng có cái tiệm đó, chị Đức cũng làm tương đối cũng lâu rồi, thành ra đây cũng là một cái dịp để chứng tỏ là cái sự khác biệt với cái cách làm kỳ trước. Rồi ok, cảm ơn Đức. Mình có một số mấy anh chị khác, từ từ Đức sẽ một số mấy anh chị ha, mình sẽ có những cái phương tiện, mình sẽ post ở trên trang Facebook cái group là Nu Việt America, số là Nu Việt các anh chị, về cái box
giống như về một vài cái thông tin khác đó. Và mấy anh chị cứ nghe Conference Call mỗi ngày đó, mình sẽ thông báo và mấy anh chị cũng có thể hỏi mình chị ha. Ok, mình mở cái live cho KT. Hình như là KT hiện nay đang có Quế và đang có Hải ở đó thì phải. KT Trần ở Orange County ha. Hello. Hello KT. Mình mở luôn hai cái KT đó, không biết KT nào đây. KT hả? Ừ. Dạ chào chú Đinh, cùng các anh chị trên kho, mọi người nghe Quế ok không? Nghe rõ Quế. Rồi, Quế là một trong những người mà active sử dụng mấy cái video ngay từ cái thời gian đầu đó. Quế có thể chia sẻ Quế hả? Dạ, một lần nữa cảm ơn chú Đinh đã mở đường live. Hiện tại thì Quế đang cùng với lại Team Elite Hải Huỳnh, chị Tú, mẹ Quế và các một số anh chị trong cái Orange County Core cùng ngồi trong nhà của chị Ruby, bác sĩ dược khoa Cathy Trần, ngồi nghe cái webinar của chú Đinh nãy giờ rất là vui. Và Quế cũng rất là vui muốn chia sẻ với các anh chị là ngay từ những ngày đầu khi mà cái chương trình này vừa mới hình thành là chưa có cái chung lại với nhau á, thì Quế thấy được cái ý tưởng mà dùng những cái video clip đó chú Đinh, và để mà giúp cho mọi người á, thì là Quế thấy ngay là cái này là một cái đường hướng rất là tốt cho mình mà mở ra một cái con đường mới cho mình để giúp cho bản thân của mình làm được nó dễ dàng hơn, và thêm vào là giúp cho chỉ dẫn trong cái hệ thống của mình làm được tốt hơn. Và cái mà mình thấy có được kết quả nhất á, là qua cái đợt HLOC Youth LTO vừa rồi á, nó giống như là một cái pilot trải nghiệm, kiểu như là mình thử xem và mình thấy được cái kết quả rất là tốt. Là chỉ bằng những cái video clip nói về sản phẩm HLOC Youth, nói về cái máy biophotonic scanner, mình chia sẻ về cái sản phẩm HLOC Youth và người nghe rất là thích thú. Và cái đó là nói về cái sản phẩm, và khi mà nói về cái chia sẻ về cơ hội kinh doanh á, thì mình chia sẻ những cái video clip mà cái chính là hai cái video clip mà lúc nãy chú Dean có walk through là về cái mình gọi tắt là ba cái điểm why đó, thì mình thấy rất là rõ là cái lượng cái trước hết mình thấy rõ nhất cái kết quả đó là những cái người mà mình mời tới cái buổi home meeting á, là hầu hết là cái tỷ lệ mà gọi là mình chốt được những cái người đó và họ thấy được là trên 90%, mà có nhiều buổi home meeting ở On Sandy là tỷ lệ chốt là 100%, và mọi người đều rất là háo hức đặt pre-order của A-Slot Youth và rất là chờ mong cái sản phẩm đó. Và ngay sau cái và vừa cái và khi mà càng ngày càng có nhiều cái thông tin chú Đinh gắn kết lại cái những cái chuỗi này nó hình thành ra được, mình có cái DMO, có cái DAP đó, cái số 1, số 2, số 3, và mình thấy cái bước tiến nó rất là tốt. Gửi cái text ra, bản thân của Quế thì ngay cái buổi mà học ở trên của chú là vào chủ nhật vừa rồi đó, thì cũng có gửi text ra cho một số người bạn và nhận được trả lời ngay lập tức. Ngày xưa mình gọi phone hay mình text nói lòng vòng á, nhiều khi người ta cũng không có trả lời, mà coi như là những cái text mới gửi là từ ngày hôm đó tới hôm nay á, là cũng mỗi ngày là gửi cũng 3-4 cái text và nhận được là cũng trên 50% trả lời, và cũng một số người đã đồng ý để mà xài cái sản phẩm A-Slot Youth cũng như là open mind hơn và xem những cái video clip của chú Dean. Thành ra qua đây là một lần nữa là cũng rất là cảm ơn chú Dean cùng các anh chị leader trong đội nhóm đã làm việc rất là cực lực để mà push những cái chương trình này lại, làm cho cái phần đơn giản là một cái giúp cho mình làm được, nhưng mà để làm được cái phần đơn giản đó là một cái quá trình rất là nhiều cái cống hiến và nhiều cái công sức bỏ ra. Thành ra Quế rất là mong là các anh chị trên kho hãy tận dụng tuyệt đối tận dụng thật là nhiều cái công cụ mình có trước mắt, tại vì cái đó là một cái rất là tốt cho mình. Mình sẽ khó có tìm được một cái gì đó nó đơn giản hơn nữa. Dạ. Yeah. Ok, cảm ơn Quế. Dạ. Có Hải đó, có thể Hải chia sẻ một vài. Hải và chị Cathy ở đây để với rất là muốn chị Cathy cũng có kết quả rất là tốt về cái chia sẻ cách khác. Anh Điên ơi, quan trọng nhất là người dưới mình làm hiệu quả, phải không anh Điên? Bây giờ Cathy mấy bữa nay là áp dụng cái này rất là tuyệt vời. Bây giờ là coi như chỉ còn một chân nữa thôi là Star Creator đi cái Orlando, Canada rồi. Nên là em muốn Cathy chia sẻ. Hello Cathy. Em là kính chào tất cả các anh chị em có mặt trên cái live ngày hôm nay. Thì em tên là Cathy Trần. Một chút xíu chia sẻ và từ cái hôm mà tham dự cái khóa huấn luyện của anh ở bên Utah đó, thì em cũng áp dụng cái đáp đó gần là hàng ngày.
và cái kết quả rất là tuyệt vời. Thì ngay cái lúc mà ngay tại Utah đó thì là em cũng chia sẻ được, và sau đó về đó thì gần như là tất cả cousin chị em ở trong nhà đó là đồng ý là sử dụng hết, thành ra em cũng được một số ủng hộ từ trong gia đình. Và cái text của anh nó rất là simple, em chỉ cut and paste thôi, là coi như là tất cả những, nếu như mấy người này ngồi nói chuyện với nhau á, là cái exactly the same, em không có làm gì khác hơn cái đó hết. Và mọi anh chị đều say yes, thì bây giờ mình chỉ gửi ra cho họ thôi và chờ theo dõi cái kết quả. Về cái video thì cũng cái lần đó em cũng có tham khảo với anh Dean, thì hai người bạn đã hỏi thêm và em cũng cho một cái hẹn để làm cái webinar và cũng có mời tới home meeting. Thì cái video thì em chưa có giống như là cái tỷ lệ follow up á, cũng cần nhiều hơn, nhưng mà cái phần mà sử dụng sản phẩm á, thì em thấy là phải nói là trong gia đình đó là 100%, còn bạn bè thì cũng khoảng được hơn 80%. Nhưng mà bạn bè thì mình chỉ nói là có một cái sản phẩm mà ba mẹ xài thì thấy rất là tốt đó, thì là một số bạn là đã say yes, mà hồi nào tới giờ là em gần như không có chia sẻ với những người nào bạn này. Vì nó chia sẻ bằng lời cái thứ nhưng mình không dám nói, với lại nói nó có nhiều cái điều để người ta từ chối. Thật ra có cái text KT biết sao, nó là một cái ví dụ, nó là một cái metaphor này để cho một số mình, một cái biểu tượng để cho thấy là cái kết quả nó nằm ở cái sự đơn giản. Có nhiều khi cái đơn giản nó nằm ngay trước mắt mình lâu nay mà mình không thấy, giống như cái gửi thác này vậy, nó quá đơn giản. Mấy nay mình làm mỗi ngày mà gì, nhưng mà chỉ mình không có ứng dụng, tại vì mình nghĩ là cái việc của mình chắc mình phải ngồi xuống mình giải thích rồi này nọ, và chính vì cái chỗ giải thích nên chẳng ai quyết định nổi mà gì. Thành ra mình tin là với cái process, với nguyên cả một cái quy trình tự động hàng ngày mà gì, cái đó nó sẽ mang lại một cái kết quả rất cao. Đồng thời mấy anh chị cũng đừng có quên là cũng giống như trường hợp của KT, anh nghĩ cái message lớn nhất, cái mà được lớn nhất, cái mục tiêu lớn nhất này, là KT vừa mới demo cho những người bạn, những người bà con của mình biết về cái cách KT đang làm business. Chứ còn lâu nay người ta nghĩ, ôi tại KT là dược sĩ, hay là KT với lại Paul, hai vợ chồng làm chung với nhau thì mới làm được, chứ người ta không làm được. Nhưng mà khi KT nói, gửi thác, ha, và người ta quyết định rất nhanh, thì người ta nói, ôi cái này làm được, ủa KT, một background, mình không phải là dược sĩ, mình cũng làm được vậy. Cái đó là cái được lớn nhất. Anh nghĩ cái đó mới là cái nó giúp cho cái vấn đề massive duplication, chứ không phải là cái chuyện mình làm. Chỉ chuyện mình làm là cái thông điệp, cũng giống như mấy nay mình bây giờ cũng phải demo mấy chị nha, tức là mình demo the way mình làm business, mình demo cái cách mình làm business mấy chị, và cái cách đó là cái cách mà rất nhiều người ở ngoài người ta muốn làm. Ai cũng muốn khỏe mấy chị ha, ai cũng muốn làm nhẹ nhàng, ai cũng muốn làm ở nhà mấy chị. Và mình tin rằng nếu của marketing nó phải, thời buổi này nó phải là như vậy. Lâu lâu thì chỉ đi chơi giống như Hải vậy thôi, đi ăn lẩu. Đây đó. Có một điểm nữa là em cũng muốn chia sẻ, đó là cái chuyện này cũng mới, cái kết quả nó cũng mới ngày hôm qua mà thôi. Thì em có hai người bạn cũng là single mom và rất bận rộn với lại con cái đó. Thì hồi xưa em cũng đã chia sẻ rồi, và cổ có người mẹ, và cái người mẹ đó là phản đối rất là kịch liệt, là tại vì cứ nghĩ là rất là bận rộn trong công việc, là đi làm ở nhà thương rồi mà còn ôm thêm cái này nữa thì giờ sẽ không có cho con. Và lúc đó thì mình cũng không có muốn nói nhiều, là tại vì bản thân của Cathy cũng cảm thấy là cái công việc này nó đòi hỏi rất là nhiều thời gian, chứ không phải là không có. Và nếu không có cái sự support của Paul đó thì cũng khó để mà có thể mình lo đủ cho bản thân mình cũng như là downline của mình nữa. Và đối với cái app này đó thì Cathy quay trở lại và chia sẻ lại với hai người bạn này. Và một cô đó thì nói là sẽ ráng thu xếp về Utah, còn một cô nữa thì nói rằng là để tao coi thử lại coi, tao thấy nếu mà như vậy mà tao không phải bỏ con thì tao có thể là tao nhờ mày giúp. Thì có nghĩa là khi mà mình show cho họ thấy 1, 2, 3 như vậy, và bản thân Cathy thấy là cái thời gian Cathy dành cho cái công việc bây giờ đó nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và đối
đội nhóm bắt đầu phát triển của mình đó, thì mình có thời gian hơn để mà hỗ trợ cho họ. À, và cái từ mà anh Diêm dùng hồi xưa là lay hoay á, thì đúng chính xác là cái mà anh đi cảm giác là mình lay hoay và không có làm được cái gì hết, đi làm về nhà cứ lay hoay với cái chuyện của mình thôi, là làm sao mà phát triển được cái đội nhóm của mình, tại vì mình không chạy nổi để mà lo cho những cái người trong team. Thì ta thấy rõ là đối với cái 1, 2, 3 mình có thể mình show cho những người mà prospect của mình mà đã từng cảm thấy là cái công việc này quá khó khăn, họ nhìn lại, suy nghĩ lại. Ô, mình gặp cái đó rất nhiều, Kathy, mình gặp rất nhiều. Tại vì hình như là mọi người đều sợ cái chữ thêm, mình làm thêm. Tại vì ai cũng nghĩ là mình bây giờ hiện nay cái mà mình quý hiếm nhất đó là cái thời gian gì, và không ai, thành ra khi không khéo cái thông điệp của mình lâu nay mấy anh chị làm đó, và người ta nhìn vào cái cách này người ta sợ lắm anh chị. Vì nhất là phải nói rồi, những không quan quan hệ rồi, chưa ai có experience mấy gì ha. Nhưng mà như cái hồi nãy mình có đọc với mấy anh chị đó, tức là mấy anh chị chỉ cần làm hai việc đơn giản thôi, gửi cái này ra cho người khác, và nếu có câu hỏi mời người ta vào cái conference call để người khác trả lời mấy anh chị. Mấy anh chị thấy khỏe không? Thì không có cái nào khỏe hơn mấy anh chị ha. Cái automation nó nằm ở chỗ đó mấy anh chị. Thậm chí là sẵn đây là mình cũng có thể nói là cảm ơn một số anh chị leader là cống hiến cái mỗi ngày hai lần, mỗi ngày hai lần, mỗi ngày hai lần anh chị, chỉ 30 phút thôi. Dĩ nhiên là người Việt mình cũng ít khi có thói quen hỏi nó, nhưng mà ít nhất nó cho người ta thấy là có cái sự hỗ trợ, người ta làm kinh doanh này cho người ta, nhưng mà người ta không làm một mình. Thành ra cái đó là cái điều mà mình muốn show cho người ta thấy, mình muốn demo cho người ta thấy cái cách làm business của thời nay nó phải là như vậy. Rồi ok, cảm ơn Katy, mình cảm ơn Quế nha. Mình có người sau cùng đi. Mình biết là cái này là không biết có phải chị Nga này, Nga Nguyễn, biết có phải Nga Nguyễn ở Orange County không? Mình thấy đang giơ tay. Đang mute rồi, có thể unmute cái ca ha. Nga Nguyễn, không biết có phải Nga ở Orange County. Ok. Nếu không có gì thì mình cũng xin phép được ngưng cái webinar hôm nay. Dĩ nhiên hôm nay nó chỉ là cái đầu tiên, mình sẽ còn những cái chương trình hướng dẫn mấy anh chị một cách nhẹ nhàng về những cái việc mà mình cần phải làm. Một số mấy anh chị phần lớn có thể là đã dự cái ngày 22 đó, mấy anh chị nên team up với lại 5 người, mà mấy anh chị chia ra những cái tổ nhỏ này, mình liên lạc với nhau mỗi ngày, set cái goal mấy anh chị, sắp đặt cái mục tiêu trong tháng tới, và mấy anh chị tận dụng cái website mấy anh chị đã biết rồi đó, 4cachtangthunhap.com. 4cachtangthunhap.com anh chị, một cái chuỗi 5 cái video. Hiện nay mình sẽ hoàn thiện cái video đó mỗi ngày. Mấy anh chị cứ dùng cái video đó và gửi đi mấy anh chị. Dĩ nhiên khi người ta xem, người ta chỉ xem một cái video thôi mấy anh chị nha. Nhưng thay vì mấy anh chị gửi 5-7 cái link thì không ai xem mấy anh chị, nhưng mà mình gửi một cái link duy nhất thôi. 4cachtangthunhap.com. Mấy anh chị chỉ gửi text, gửi rất nhẹ nhàng và kèm theo cái www.4cachtangthunhap.com. Chừng đó là đủ mấy anh chị. Và sẽ cho người ta thấy là nếu anh có câu hỏi gì thì liên lạc, quyết định thì liên lạc với người gửi video, còn nếu có câu hỏi thì vào cái chương trình 30 phút hỏi đáp mỗi ngày anh chị ha. Một lần nữa cảm ơn sự theo dõi của tất cả mấy anh chị. Mình có thể nói với mấy anh chị, chưa bao giờ trong cái career của mình suốt bao nhiêu năm anh chị, và đây là cái ước mơ, là mình phải đơn giản, vì mình tin rằng nếu có marketing của thế kỷ 21 nó đơn giản, mình đã qua những cái thời kỳ mình dùng máy fax, mình qua những cái thời kỳ mà mình phải vác cái cuốn catalog đi mấy anh chị. Mình qua những cái thời kỳ mà trong cái cốp xe của mình nó đầy sản phẩm mẫu thùng mấy anh chị, của 30 năm trước mấy anh chị. Hơn 30 năm trước. Thành ra có thể nói hơn ai hết. Mình appreciate, mình hiểu được cái giá trị mà hiện nay không ai hỏi mình catalog. Không ai hỏi xin sản phẩm mẫu mấy anh chị ha. Và mình biết là cái giới hạn của mình nó không nằm ở một cái thành phố, nó không nằm ở một tiểu bang, nó không nằm ở một quốc gia thôi. Mà qua những cái phương tiện về social media như Facebook, như LinkedIn, mình có thể kết nối với bạn bè khắp mọi nơi trên thế giới. Và mình có thể leverage, mình chỉ còn một câu hỏi duy nhất thôi. Làm sao mình giữ cái sự đơn giản để có thể đạt được cái keyword, mình chỉ cái magic word trong nếu của marketing, đó là cái chữ duplication. Và duplication nó sẽ không có nếu trước đó mình không có cái automation. Thành ra cái automation mấy anh chị ha, nó là cái câu trả lời. Thiệt ra nó chẳng có gì ghê gớm mấy anh chị. Video công ty đã có bao nhiêu năm nay mấy anh chị ha, rất hay, mấy anh em mình không bao giờ coi, không bao giờ dùng mấy anh chị. Chỉ có một cái là mình phải đơn giản, và mình cam kết làm 1,
hai ba một hai ba, chắc mình làm cái bài hát 1 2 3 1 2 3 1 2 3 nó thành nguyên bài hát. Gặp nhau anh em mình chỉ cần hát bài này là đủ rồi. Làm những cái chuyện đơn giản như vậy thì chính cái sức mạnh nó nằm ở cái sự đơn giản. Và mình chúc mấy anh chị thành công lớn trong năm 2016, và mấy anh chị sẽ làm được một cái điều kỳ diệu mấy anh chị, đó là cái chữ massive duplication. Thành ra một số mấy anh chị nên set cái goal mấy anh chị ha, trong năm 2016 trở thành team elite, để mà mình sẽ có rất đông người Việt Nam anh chị tham dự cái team elite trip vào năm 2017 ở Tây Ban Nha, Barcelona anh chị. Đó là một cái nơi mà người Việt Nam mình nhắm mắt mình tưởng tượng là cả ngàn người Việt Nam mình sẽ có mặt ở Barcelona vào trong 2017. Xin chào tất cả mấy anh chị và hẹn gặp lại mấy anh chị vào lần tới.